Lê Ngọc xin kính chào tất cả quý vị thính giả thân thương của NVR. Quý vị vẫn đang trên làn sóng của đài phát thanh NVR phát đi từ thủ đô Washington trên băng tần FM 100.3 HD2 khi quý vị đang lái xe ở DC, Maryland, Virginia và quý vị đang nghe live trên mạng lưới điện toán toàn cầu nvradio.co và hệ thống YouTube Live NV Radio. Ngày hôm nay ngày thứ tư ngày 16 tháng 5 2018. Và trước tiên Lê Ngọc xin gửi đến cho quý vị thời tiết tại thủ đô Washington vẫn sẽ là một ngày ướt át. Ngày hôm nay thì bầu trời vào buổi sáng vẫn nhiều mây và thưa quý vị vẫn còn có những cái hạt mưa nhẹ, nhiệt độ hiện tại 68 độ với gió Tây Nam thổi 3 đến 4 dặm một giờ. Ngày thứ tư hôm nay thì Lê Ngọc thấy là chúng ta sẽ không có những cái ánh nắng vì cơn mưa vẫn tiếp tục rải rác trong ngày và nhiệt độ cao nhất trong ngày thứ tư 77 độ, buổi tối xuống thấp 66 độ. Ngày thứ năm vẫn là một ngày mây mù mưa và nhiệt độ cao nhất cho ngày mai lại thấp hơn ngày hôm nay chỉ có 72 độ, buổi tối 64 độ. Thứ sáu, thứ bảy vẫn là mây mưa sấm sét nhưng mà ngày thứ sáu thì nhiệt độ lại thấp hơn, cao nhất cho ngày thứ sáu chỉ có 66 độ, buổi tối 59 độ. Bước qua ngày thứ bảy, nhiệt độ lại thay đổi cao hơn, 72 độ là cao nhất. Mặc dù là trời mưa, sấm sét, chỉ có khi bước qua ngày Chủ nhật của cuối tuần này thì bầu trời mới khô ráo nhưng vẫn nhiều mây và nhiệt độ trở lại nóng, cao nhất cho ngày Chủ nhật sẽ là 85 độ, vào buổi tối của ngày Chủ nhật 69 độ. Và thưa quý vị, sau phần tin về thời tiết tại thủ đô Washington. Và thưa quý vị, sự kiện câu chuyện nổi bật nhất của ngày hôm nay, ngày thứ tư, thưa quý vị, đó là lời cảnh báo hủy bỏ cuộc họp thượng đỉnh của Kim Jong-un. Và Kim Jong-un, Bắc Triều Tiên, muốn gì ở Tổng thống Donald Trump trước cuộc gặp thượng đỉnh và cuộc gặp thượng đỉnh này có xảy ra hay không? Xin mời quý vị theo dõi. Summit between President Trump and North Korean leader Kim Jong-un may be at risk. North Korea threatened to cancel next month's meeting between the two leaders in response to joint military drills by South Korea and the United States. Lee Jae-jang has the latest from the White House. Và thưa quý vị, hiện nay Tòa Bạch Ốc đang đánh giá lời đe dọa hủy bỏ cuộc gặp thượng đỉnh của Triều Tiên. Thư ký báo chí của Tòa Bạch Ốc, Sarah Huckabee Sanders trong ngày 15 tháng 5 đã lên tiếng cho biết chính quyền của Tổng thống Donald Trump sẽ đánh giá mà một cách độc lập lời đe dọa của Bình Nhưỡng sẽ rút ra khỏi hội nghị thượng đỉnh lịch sử giữa Tổng thống Donald Trump và Kim Jong-un. Bà Sanders nêu ra rất rõ Mỹ sẽ xem xét điều mà Triều Tiên thông báo và tiếp tục vẫn phối hợp chặt chẽ với những nước đồng minh của nước Mỹ. Tuy nhiên, thì phát ngôn viên của Tòa Bạch Ốc không cho biết liệu việc lên kế hoạch cho một hội nghị thượng đỉnh sắp tới với Kim Jong-un sẽ tiếp tục hay không. Nhưng cùng trong ngày 15 tháng 5, khi được giới truyền thông đưa ra câu hỏi về kế hoạch cho hội nghị thượng đỉnh, thì phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Mỹ Heather Nauert lại khẳng định, dĩ nhiên, nước Mỹ chúng tôi sẽ tiếp tục vẫn lên kế hoạch hội nghị với lại Kim Jong-un. Và lý do tại sao mà Kim Jong-un lại lên tiếng cảnh báo là sẽ hủy bỏ cuộc họp thượng đỉnh này và đặc biệt là sự giận dữ của Kim Jong-un. Tại sao, thưa quý vị? Max Thunder là thần sấm. The routine joint military exercise between the Republic of Korea. 2017. Back then, North Korea waited 5 days before responding with this largest ever live fire exercise. This year's Max Thunder drill, which began last Friday and is scheduled to run for 2 weeks, led to. Thưa quý vị, đó là vì cuộc tập trận chung giữa Mỹ và Hàn Quốc mà Triều Tiên đã lên tiếng cảnh báo dọa hủy bỏ cuộc hội đàm cao cấp. Và thưa quý vị, đây là một cái người ta gọi Max Thunder, thì cái cuộc tập trận đại thần sấm đã bắt đầu từ năm ngoái, bắt đầu vào ngày 21 tháng 4 của năm 2017, và vào thời điểm đó, Triều Tiên đã phản ứng bằng cuộc tập trận bắn đạn thật lớn chưa từng có. Và năm nay thì Max Thunder, đại thần sấm, bắt đầu từ ngày 11 tháng 5 và dự kiến diễn ra trong vòng 2 tuần,
dẫn tới việc là Triều Tiên lên tiếng dọa hủy bỏ và ngay cả hủy cuộc gặp cấp cao với Hàn Quốc dự kiến sẽ diễn ra trong ngày hôm nay. Và như vậy thì cái cuộc họp thượng đỉnh giữa Tổng thống Donald Trump và Kim Jong-un được dự kiến là sẽ họp vào ngày 12 tháng 6 ở Singapore sẽ vẫn còn xảy ra hay không? Và những cái câu hỏi mà hiện nay thế giới và giới truyền thông đặt ra, Kim Jong-un muốn gì ở ông Donald Trump? Và Trump cũng như là Kim Jong-un có thể chỉ dùng cái cuộc họp thượng đỉnh để khiến cho hai ông là người làm nên lịch sử. Lê Ngọc xin gửi đến cho quý vị những tin tức liên quan đến thế giới và nước Mỹ, và sau đó thì Lê Ngọc sẽ mời luật sư Nguyễn Hoàng Duyên đến cho làn sóng của NPR trong Morning News của ngày thứ Tư. Và thưa quý vị, phía sau cơn giận bất ngờ của Kim Jong-un trước thượng đỉnh lịch sử, bất ngờ đưa ra tuyên bố về khả năng hủy bỏ cuộc gặp lịch sử với Tổng thống Donald Trump đã làm dấy lên rất nhiều đồn đoán về động cơ thực sự của Bình Nhưỡng. Trong sáng sớm của ngày hôm nay, ngày 16 tháng 5, thì Triều Tiên đã bất ngờ tuyên bố dừng những cuộc hội đàm cao cấp với Hàn Quốc, dù hai nước đã lên kế hoạch từ trước đây. Bình Nhưỡng còn thậm chí dọa xem xét lại kế hoạch tổ chức hội nghị thượng đỉnh với Mỹ tại Singapore trong ngày 12 tháng 6 sắp tới. Và Yonhap đã cho biết, cái cơn giận này tại sao của Triều Tiên xuất phát từ việc nước này phản đối cuộc tập trận không quân chung của Mỹ và Hàn Quốc mà Lê Ngọc vừa mới nói đến quý vị, Max Thunder. Bình Nhưỡng từ lâu đã phản đối rất là gay gắt những cuộc tập trận chung của quân đội Mỹ và Hàn Quốc vì cho rằng đây là một hành động chuẩn bị của liên minh cho kịch bản xâm lược Triều Tiên. Tuyên bố của Triều Tiên đã làm dấy lên quan ngại rằng là Triều Tiên có khả năng sẽ rút khỏi những nỗ lực tìm kiếm giải pháp hòa bình với Mỹ và các bên liên quan. Điều mà hiện nay cộng đồng quốc tế đang kỳ vọng sau thời gian căng thẳng ngay trên bán đảo Triều Tiên. Tuy nhiên thì giới phân tích lại cho rằng mục đích thật sự của Triều Tiên không phải là hủy bỏ những cuộc gặp với lại Mỹ và Hàn Quốc, mà đây là một nỗ lực mang tính chiến lược của Kim Jong-un, của Bình Nhưỡng nhằm nâng vị thế để mà mặc cả bên trong cái cuộc đàm phán cũng như thực hiện một mức độ nhượng bộ của chính quyền nhà lãnh đạo Kim Jong-un trước khi đạt được bất kỳ thỏa thuận nào với lại Washington và Seoul. Và cuộc tập trận Max Thunder đang được diễn ra giữa lực lượng không quân của Mỹ và Hàn Quốc sẽ kéo dài cho tới ngày 25 tháng 5. Và cuộc tập trận này có sự tham gia của hơn 100 chiếc máy bay, trong đó có những khí tài chiến lược của Mỹ như là 8 chiếc máy bay chiến đấu hiện đại F-22. Mặc dù Triều Tiên coi đây là một hành động khiêu khích, song cả Mỹ và Hàn Quốc thì đều khẳng định là cuộc tập trận của hai nước chỉ mang một cái mục đích, đó là mục đích phòng vệ, chứ không nhắm mục tiêu cụ thể tới bên nào. Và theo lời của giáo sư Kim Yong-hook tại Học viện Ngoại giao Quốc gia Hàn Quốc ở Seoul, thì Triều Tiên biết rằng việc hủy bỏ hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Trump và Kim Jong-un sẽ không có lợi cho lợi ích của họ và cũng không có lợi cho lợi ích của nước Mỹ. Nhưng chính quyền của Triều Tiên sẽ không thể chấp nhận các yêu cầu phi hạt nhân hóa của Mỹ nếu họ chưa nhận được sự bảo đảm trước tiên về vấn đề an ninh cho chính đất nước của họ. Và thưa quý vị, có phải là một cái sự thay đổi bất ngờ của Kim Jong-un hay không? Thì cái cơn giận dữ của Triều Tiên liên quan tới cuộc tập trận của liên minh Mỹ-Hàn đang được cho là một hành động rất là gây ra sự bất ngờ. Và sau đó thì Lê Ngọc sẽ mời luật sư Nguyễn Hoàng Duyên để gửi đến cho chúng ta những nhận định là thật sự cái ẩn ý của Kim Jong-un khi ông dọa hủy bỏ cuộc gặp thượng đỉnh với Trump là gì. Và một sự kiện khác mà đang được nổi bật trong ngày hôm nay, thưa quý vị, đó là Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đã họp khẩn trong ngày 15 tháng 5 sau ngày đẫm máu nhất ở dải Gaza kể từ năm 2014
với con số người chết cho tới ngày hôm nay lên tới 61 người đã bị thiệt mạng. Và cái số người bị thương thì quá nhiều, có hàng ngàn ngàn người đã bị vì quân đội của Israel tấn công. Cộng đồng quốc tế lên án Israel một cách mạnh mẽ là đã lạm dụng vũ lực tấn công người dân Palestine, trong khi đó thì quốc gia của Do Thái lại trông đợi vào tiếng nói bảo vệ của đồng minh, đó chính là Mỹ tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Và hiện nay thì thưa quý vị, Hoa Kỳ lại bị cô lập về vấn đề này. Và đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc đó là bà Nikki Haley, dĩ nhiên thì thưa quý vị, bà lấy làm tiếc về số người bị thiệt mạng bên phía Palestine, nhưng mà bà lại quy trách nhiệm cho bên phía Hamas trong những vụ bạo lực này. Nikki Haley đã lên tiếng, bà cho rằng chúng ta hãy nhớ rằng tổ chức khủng bố Hamas đã xúi dục bạo lực trong nhiều năm qua, trước cả khi Mỹ quyết định chuyển dời sứ quán về lại Jerusalem. Tiếp theo đó thì bà Nikki Haley cũng hoan nghênh sự sáng suốt của Israel. Không một quốc gia thành viên nào của hội đồng này có thể hành động chừng mực hơn là Israel đã làm. Ngược lại thì cả 14 thành viên còn lại của Hội đồng Bảo an đã lên án Israel sử dụng vũ lực một cách bất cân xứng. Tuy nhiên, những cáo buộc này hoàn toàn mang tính tượng trưng vì Hoa Kỳ đã bỏ phiếu chống mọi tuyên bố của Hội đồng Bảo an, và đại sứ Palestine đó là Riyad Mansour đã chỉ trích hành động này của Hoa Kỳ. Và ông Mansour đã nói, không thể chấp nhận được là trong cùng một ngày mà có đến 61 người Palestine đã bị chết, trong đó có 8 trẻ em, và Hội đồng Bảo an tiếp tục bị tê liệt. Phía Palestine đã kêu gọi cộng đồng quốc tế bảo vệ, nhưng Palestine cũng biết rằng lời kêu gọi của họ sẽ không được đáp ứng vì Washington phản đối. Lê Ngọc xin mời quý vị đến với vài giây phút quảng cáo của những cơ sở thương mại đã hỗ trợ cho làn sóng của NVR. Sau đó, luật sư Nguyễn Hoàng Duyên và Lê Ngọc sẽ trở lại để tiếp tục gửi đến cho quý vị những tin tức mới nhất trong ngày hôm nay. Hệ thống Teletron hân hạnh bảo trợ trại họp bạn thế giới hướng đạo Việt Nam thẳng tiến 11 tại Virginia, Hoa Kỳ năm 2018. Văn phòng của đài NPR Nationwide Việt Radio hợp tác với văn phòng luật sư Nguyễn Hoàng Duyên từ California đảm trách mọi dịch vụ di trú, bao gồm bảo lãnh đoàn tụ, vợ chồng, hôn thê, hôn phu, con cái, cha mẹ, anh chị em, nhận khiếu nại những hồ sơ đã bị trục xuất, nhận đại diện biện hộ những hồ sơ trục xuất trước tòa di trú, hoạch định di sản, estate planning, living trust, AB trust, power of attorney, giấy ủy quyền, will, healthcare directive, tham khảo miễn phí trực tiếp với luật sư Nguyễn Hoàng Duyên. Ngoài ra, văn phòng của đài NPR còn chuyên về đầu tư tài chính, quỹ hưu IRA annuity, bảo hiểm nhân thọ ngắn và dài hạn, bảo hiểm sức khỏe Obamacare, Medicare, bảo hiểm xe và nhà cho cá nhân cũng như những cơ sở thương mại nhỏ và lớn. Để lấy hẹn, xin quý vị hãy gọi ngay cho Lệ Ngọc ở số điện thoại 703-473-9326 hoặc 703-992-6100. Trung tâm Eden Center như một tiểu Sài Gòn, nơi thanh lịch để mua sắm, nơi để thưởng thức những món ăn ngon, đặc sắc, nổi tiếng của nền ẩm thực Việt Nam. Eden Center tọa lạc gần Seven Corners, Falls Church, Virginia, được thành lập từ năm 1984 và Hội đồng Phát triển Kinh tế của thành phố Falls Church coi đây là một địa điểm du lịch số 1 trong khu vực, quy tụ hơn 100 cửa hàng với những cơ sở kinh doanh của người Việt Nam, gồm nhiều nhà hàng, tiệm vàng, gift store, tiệm cắt tóc, phục vụ cho quý vị đồng hương Việt Nam. Đến Falls Church, Virginia, quý vị đồng hương đừng quên đến trung tâm Eden Center. WBIG-FM HD2 Washington.
Lê Ngọc xin mời quý vị trở lại với Morning News của NVR với luật sư Nguyễn Hoàng Duyên. Lê Ngọc xin chào anh Duyên. Nguyễn Hoàng Duyên xin kính chào quý thính giả và chào Lê Ngọc. Dạ thưa vâng, thưa với luật sư Duyên, trong ngày hôm nay thì Lê Ngọc đã gửi đến những cái tin tức sôi động, nóng bỏng mới nhất trong ngày hôm nay. Đó là cái lời dọa hủy cuộc họp của Bắc Hàn của Kim Jong-un với lại nước Mỹ với Tổng thống Donald Trump. Và cái lý do vừa mới đưa ra trên cái mặt nổi đó là cái cuộc tập trận Max Thunder giữa Mỹ và Nam Hàn. Nhưng mà bên cạnh đó thì thưa luật sư Duyên, hãng thông tấn Reuters cũng cho biết là Bắc Hàn đã lên tiếng nói là phải xét lại nếu mà Mỹ yêu cầu Bắc Hàn giải giới nguyên tử. Bên cạnh đó thì hãng thông tấn AP lại cho rằng Bắc Hàn nói sẽ không họp nếu có yêu cầu hủy bỏ đi cái vấn đề nguyên tử. Thì với cái lý do cuộc tập trận giữa Mỹ và Nam Hàn Max Thunder và những lời lên tiếng của Bắc Hàn mà Lê Ngọc vừa mới gửi đến thì thưa luật sư Duyên, cái lời cảnh báo hủy bỏ này của Kim Jong-un thật sự muốn gì trước cái cuộc họp thượng đỉnh thưa luật sư? Thực ra nếu mà chúng ta chỉ dùng cái common sense thôi đó, nếu mà quý thính giả nghe anh em chúng tôi Lê Ngọc với chúng tôi mà phân tích về cái tình hình Bắc Hàn đó, chúng tôi cũng chỉ dùng common sense, chúng tôi cũng chỉ đặt cái suy nghĩ của mình vào cái bộ óc của Kim Jong-un để mà mình nghĩ như thế nào đó. Thì trong những chương trình trước, những điều gì chúng tôi có trình bày, có phân tích đó, cái chuyện xảy ra hôm nay tôi không hiểu là có còn ngạc nhiên với quý khán giả nữa hay không. Tại vì cái này nó xảy ra nó gần như là chính xác như những gì anh em chúng tôi nói. Điểm thứ nhất là Bắc Hàn đi, nếu mà có giả sử mà có đến phiên họp với Donald Trump vào tháng 6 này, mặc dù báo đăng tin đăng kia, chúng tôi vẫn nói là chừng nào xảy ra thì tôi mới tin, chứ còn yes có hẹn có ngày 12 tháng 6 mà tôi còn nói rằng là tôi e rằng là cái ngày 12 tháng 6 mà bước ra khỏi phiên họp đó thì lại phải đọc hai cái câu thơ của Phụ Vũ Hoàng Chương, tôi đùa như thế. Nhưng mà bây giờ nó đang xảy ra y hệt như vậy. Điều đó có nghĩa là một lần nữa khẳng định những cái đầu óc của những tay lãnh tụ, họ suy nghĩ cũng giống như mình vậy đó, cũng là quyền lợi là trên hết. Thì cái quyền lợi của Bắc Hàn là gì? Là Bắc Hàn sẽ không bao giờ từ bỏ cái chương trình nguyên tử, từ bỏ cái vũ khí nguyên tử. Kim Jong-un chơi chữ theo cái kiểu là chúng tôi sẽ ngưng thử nghiệm vũ khí nguyên tử. Cái câu kế tiếp là chúng tôi có đủ vũ khí nguyên tử rồi. Và ai cũng biết là cái chế độ Bắc Hàn nó vừa tàn bạo, nó vừa coi dân như cỏ rác, dân phải ăn cỏ để họ thực hiện cái chương trình nguyên tử. Thì cái nguyện vọng của họ là giữ cái ổn định chế độ, chứ không phải là là đạt được một vài cái thỏa thuận rồi Mỹ sẽ giúp về kinh tế này nọ. Bắc Hàn họ không có cần cái điều đó. Thành ra khi mà vừa nghe Kim Jong-un nói rằng là tôi muốn gặp Trump đã nhảy cẩn lên rồi tuyên bố nào là giải Nobel rồi những cái người mà ủng hộ Trump, nhất là những cái người cuồng Trump đó, thì nói rằng là Bắc Hàn nó đã rụt đầu rụt cổ rồi. Bây giờ chúng ta mới thấy ra rằng là Bắc là Kim Jong-un nó là nắm chốt cái cuộc chơi này, là Kim biết là Trump cần cái phiên họp này hơn là Kim, cho nên Kim để cho mọi sự nó dẫn tới một cái mức độ cuối cùng, mức độ cao độ đó, Kim bắt đầu lên tiếng là nếu mà Trump cạch chớn với chúng tôi không họp. Cho tới giờ phút này, muốn cuồng Trump thì cứ cuồng, muốn nói là ông tổng thống mình là do thiên thời thổ tả gửi xuống gì đó, cái đó muốn nói gì thì nói. Mình thấy rõ ràng là trước khi mà vào cuộc, cái bàn cờ thế mà Lê Ngọc với chúng tôi nói rằng là cái bàn cờ thế này Trump là đã bị là Kim dàn ra cái thế cờ đi vào chơi, và chơi sẽ không thể nào thắng nổi Kim. Tại sao mà Trump không thắng nổi Kim? Tại vì thứ nhất, Kim đã họp với lại Tập Cận Bình rồi, 2-3 lần rồi. Cái thứ hai là Kim cũng đã họp với Nam Hàn rồi, cho nên dù gì đi nữa, nếu mà Trump nói là Trump muốn sang sân, Trump có sang sân nổi Trung Quốc hay không? Cho nên
cái việc mà đây mới là cái thế cờ ghê gớm của Kim Jong-un. Chúng tôi nói rằng là khi mà Kim Jong-un gọi là nói rằng chúng tôi sẽ dẹp một cái địa điểm thử nguyên tử, chúng tôi đã thả ba cái người bắt cái người Mỹ gốc Đại Hàn về, chúng tôi đã chứng tỏ thiện chí. Vậy thì ngày hôm nay nếu mà Mỹ không có làm những cái động tác thiện chí đó thì giữa hai người ngồi nói là hứa với nhau ngồi lại bàn họp, sở dĩ mà tôi hủy cuộc họp tại vì anh là cái thằng côn đồ chứ không phải là tôi. Cái đó là cái thế chính trị mà Kim Jong-un đã dàn trước khi mà đối đầu với một người như là Donald Trump. Cho nên mình tưởng là Trump nghĩ là mình là cái vỏ quýt dày, bây giờ mình gặp Kim Jong-un nó lại là cái móng tay nhọn. Cho nên cái cuộc họp từ đây tới 12 tháng 6 nếu mà nó không xảy ra, thật sự tôi cũng không có gì ngạc nhiên. Mà nếu nó có xảy ra mà bước ra khỏi phòng họp, Donald Trump chả nói được gì cả, không có đòi được cái gì cả, tôi cũng không ngạc nhiên. Cho nên cái việc mà Hàn mà dọa hủy cái phiên họp với Trump đó, thì nó cũng như là những lần trước cha ông của Kim Jong-un cũng đã làm rồi, cũng đã nói là họp cũng đã dàn dựng, nhưng mà giờ phút cuối họ cũng thọc giật cái hy vọng, dứt bỏ cái hy vọng đi, và những cái phiên họp trước cũng không thành. Vậy thì tôi xem như rằng là có lẽ là cái ngày 12 tháng 6 sẽ không xảy ra, mà cũng là một cái dịp mà mình cũng không có ngậm ngùi để mà đọc lên hai cái câu thơ buồn bã đó. Trở lại với Lê Ngọc. Vâng, thưa với luật sư Duyên, một cái lời tuyên bố của một thứ trưởng ngoại giao mà họ cho rằng đây là ông này là thứ trưởng ngoại giao thứ nhất của Triều Tiên, đó là Kim Ki-won, thì ông này tuyên bố chỉ có vài giờ sau khi mà Bắc Hàn Triều Tiên thông báo hủy đi cái cuộc đối thoại cao cấp, mà chúng ta biết là trong ngày hôm nay ở giữa Nam và Bắc Hàn, rồi sau đó dọa rút ra khỏi thượng đỉnh Mỹ và Triều Tiên nếu mà Mỹ và Nam Hàn vẫn tiếp tục cái cuộc tập trận Max Thunder. Mà cái sự tuyên bố của ông này tuyên bố nguyên văn như sau, là Triều Tiên sẽ không quan tâm đến cái cuộc đàm phán giữa Mỹ và Triều Tiên nữa nếu mà Mỹ cứ cố gắng dồn chúng tôi vào đường cùng và buộc chúng tôi từ bỏ vũ khí hạt nhân, sẽ không tránh khỏi việc chúng tôi phải xem xét lại cái việc xúc tiến hội nghị thượng đỉnh sắp tới với Mỹ. Và ông này còn nói đây không phải là một cái nỗ lực để mà giải quyết vấn đề thông qua đối thoại, mà thực sự đó là một cái ý đồ áp dụng một cái mô hình để lật đổ chính phủ, kiểu giống như là Libya và Iraq đối với đất nước của chúng tôi, đối với Triều Tiên. Và tôi nghi ngờ là liệu Mỹ có thực sự muốn đối thoại hay đàm phán hay không. Và một lần nữa tôi muốn nói và tôi muốn nhắc lại rằng thế giới nên hiểu Triều Tiên không phải là Libya hay Iraq. Thì cái lời tuyên bố của ông thứ trưởng ngoại giao thứ nhất của Kim Jong-un, ông Kim Ki-won này, nó có đi nghịch lại, nó có ngược lại với những cái hành động mà chúng ta đã thấy rất là tích cực trong những ngày vừa mới qua hay không, thưa luật sư? Thứ nhất là Libya có nghĩa là ông đại tá Gaddafi, chúng ta đã nhìn ra cái chết của ông rồi. Iraq là ông Saddam Hussein, chúng ta đã nhìn ra cái chết của Saddam Hussein rồi. Tất cả những cái chuyện mà xảy ra như vậy đó cũng chỉ vì đó là những nhà độc tài, nhưng mà vì là cạch một nước cờ với Mỹ mà đã xảy ra cái việc đó. Thì bây giờ chúng ta nghĩ xem một cái đất nước như Bắc Hàn, họ có dám gọi là đi với Mỹ, nói chuyện với Trump, nói chuyện với Mike Pompeo, để rồi cái kết quả là Kim Jong-un cũng bị treo lên rồi chết như vậy hay không? Chúng ta có nghĩ là Kim Jong-un có còn một bộ Bắc Hàn? Người ta cũng biết những cái lịch sử đó, như chúng ta, những người thường như anh em chúng tôi, mà khi nói chúng tôi nhắc tới Gaddafi, chúng tôi nhắc tới Saddam Hussein, thì chẳng lẽ nào mà Kim Jong-un không biết? Vậy thì những cái việc mà bên phía Bắc Hàn họ làm mấy ngày mà chúng ta nói là họ cố tình họ chứng tỏ thiện chí, để rồi ngày hôm nay họ tuyên bố rằng là
chúng tôi không có muốn theo cái số phận của Gaddafi với của Saddam Hussein. Đâu có phải là cái đâu có phải là ngược đâu. Thật sự tất cả những cái điều mà Kim Jong Un làm hổ bài đó chỉ có một cái mục đích chính. Cái mục đích chính là để chứng minh với thế giới là vì sao chúng tôi cần nguyên tử, để cho cái người dân nó là Bắc Hàn và Nam Hàn đó thấy rõ là vì sao Bắc Hàn chúng tôi mặc dù kinh tế nghèo đói đó chúng tôi vẫn cần cái chương trình nguyên tử, và cũng để mà cố tình để cho thấy rằng là quý vị nghĩ như thế nào, là chúng tôi làm bao nhiêu điều thiện chí đó mà trong khi Mỹ không có nhấc một cái ngón tay gì cả, vẫn tiếp tục tập trận. Trump vẫn nổ nói rằng là chúng tôi co đầu rụt cổ, Trump vẫn nổ nói là Trump là cái người xứng đáng để mà đoạt giải Nobel. Cho nên đây là một cái thế trận mà mình nhìn qua, thứ nhất tôi không ngạc nhiên, tôi phân tích rất là kỹ trong cái bộ óc của tôi phân tích rất là kỹ, bây giờ nó xảy ra đúng y hệt như vậy đó, thì mình mới thấy rằng là cái anh chàng Rocketman mà ở bên Bắc Hàn đó chơi trên đầu của cái anh chàng Duterte của Mỹ. Chứ chúng ta nghe thành ra bây giờ cái kết luận lại là chúng ta trở lại cái square one, có nghĩa là cái ô vuông đầu tiên đó, thì anh kia vẫn là Rocketman và cái anh bên này vẫn là anh chàng Duterte. Trở lại với Lê Ngọc. Thưa luật sư Duyên, khi mà luật sư Duyên so sánh như vậy đó thì hiện nay thế giới và những cái nhà phân tích về chính trị họ cũng đang cho rằng cái cuộc ngoại giao giữa Trump và Kim Jong-un đang so găng với nhau về vấn đề ngoại giao, và thật sự Kim Jong-un và Tổng thống Donald Trump ai sẽ là người thắng trong cái sự kiện này, vì hai nhân vật này đều có những cái toan tính và những cái lợi ích riêng trước khi mà bước vào cái cuộc đàm phán sắp tới. Nhưng mà có một điều thưa luật sư Duyên, cũng trong cái lời tuyên bố của những Thứ trưởng Ngoại giao thứ nhất của bên Triều Tiên, thì ông Kim Ki-won này ông còn nói rằng là tuy Mỹ nói rằng là sẽ bảo đảm sự phát triển kinh tế cho Triều Tiên nếu thật sự Triều Tiên từ bỏ vũ khí hạt nhân, nhưng ông cho rằng tuy nhiên Triều Tiên chưa bao giờ tìm cách phát triển kinh tế bằng cách là đặt mọi kỳ vọng vào phía Mỹ, và thỏa thuận như vậy sẽ không bao giờ xảy ra. Cái điều này muốn nói lên một sự việc gì từ nước Triều Tiên, họ thật sự họ muốn nước Mỹ như thế nào, đòi hỏi từ nước Mỹ, từ Tổng thống Donald Trump chuyện gì, thưa luật sư? Muốn nói lại, nó lại thêm nhấn mạnh thêm một lần nữa là thực sự tất cả những cái dàn dựng mà mình thấy từ cái Olympic của Bắc Hàn cho tới bây giờ đó, nó chỉ là một cái dàn dựng để mà đưa cái tín hiệu giữa Bắc Hàn và Nam Hàn, chứ để rồi mà cuối cùng dẫn lên cái cao độ để cho thấy rằng là Donald Trump đã rơi vào, đã chơi vào cái bẫy, chơi vào cái game của Kim Jong-un, chứ còn thực sự Kim Jong-un chả có muốn họp với lại Donald Trump. Bởi vì họp để làm gì khi mà mình biết rõ là đối phương lất cất vô chỉ nói là làm đúng những cái điều cũ, một bên mình có thay đổi gì nữa bên kia cũng không thay đổi, tự nhiên mình đem cái chế độ của mình đưa cho giao vô trong tay nó, đem bom nguyên tử qua bên Mỹ giao cũng y hệt như cái thằng khùng John Bolton nói là đem cái bom nguyên tử đưa qua Mỹ đi, hoặc là anh chàng điên Mike Pompeo nói là cứ dẹp bỏ cái bom nguyên tử đi, chúng tôi sẽ đem kinh tế vào. Dưới con mắt của Kim Jong-un đó, thì là những cái bộ ba mà John Bolton với lại Mike Pompeo với lại Donald Trump đó đang bị Kim Jong-un đưa vào một cái game, một cái trò chơi, một cái ván cờ tâm lý, mà bây giờ biến ba người này ra làm thành ra là ba thằng hề, nói như vậy cho nó dễ hiểu. Ra khi mà Lệ Ngọc hỏi là trong cái cuộc chiến, trong cái cuộc mình coi như là cái cuộc đấu đá này đó, thì ai sẽ là kẻ thắng? Không đấu làm sao mà thắng? Nó cũng tương tự như bây giờ mình nói là một cái anh chàng gọi là võ nghệ mèo què đầu đường xó chợ như là Donald Trump mà rủ đánh với Mike Tyson chẳng hạn, thì là Mike Tyson phun nước bọt vào mặt và nói là tôi không thèm họp nữa, chứ đừng, tôi không thành ra làm gì có đánh mà có thắng với có thua. Thành ra cái đòn này đó
cái outcome, cái kết quả ra chỉ tới giờ phút này thôi đó, mình mới thấy rằng là bây giờ quý thính giả cứ nhìn lại đi, một anh chàng thì xung xoe, tôi xứng đáng đó, đứng ra trước mà hàng chục ngàn người fan cuồng của mình, nói rằng là tôi xứng đáng đoạt Nobel. Rồi mấy cái anh chàng khùng khùng ở bên, mà một anh chàng khùng khùng bên Hồng Kông cũng nói đáng đoạt giải Nobel. Tổng thống Nam Hàn thì cũng dụ giống như là nói lọt vô lỗ tai cái anh chàng thằng bờm đó, là tôi đưa nấm xôi nè, đoạt giải Nobel. Tôi cũng đã nhìn phân tích cái chuyện mà hai cái chữ là giải Nobel đó là cũng là chỉ là nấm xôi thôi. Tôi cũng đã trình bày, tôi nói là cái nước Na Uy là một cái giải Nobel là một cái vinh dự của nước Na Uy, không có thể nào mà gọi là bôi nhọ một cách dễ dàng như vậy. Mình cũng đã nói rồi, thì toàn bộ mình nhìn lại là Trump thì mê cái giải Nobel, Trump thì mê cái credit. Anh chàng Mike Pompeo thế thì ngây thơ, nói là mình cứ chỉ đem ra qua, mình nói đây là kinh tế, là vừa cái nguyên tử đi thì chắc chắn là Bắc Hàn sẽ vui vẻ. Rồi anh chàng John Bolton thì nói rằng là đem cái bom nguyên tử rồi qua đi để chứng minh là tôi tin. Tôi đã nói rằng là ba cái anh khùng này, mấy anh nghĩ là Kim Jong-un ngu đến cái mức độ mà biểu là đem bom nguyên tử qua Mỹ thì họ người thì Kim Jong-un sẽ đem. Chương trình hôm thứ hai chúng tôi cũng đã phân tích rồi, làm gì có một cái chuyện như vậy. Thành ra ba cái anh chàng này, mấy ảnh đần, mấy ảnh ngu đến mức độ mà mấy ảnh tưởng người ta ngu giống như mấy ảnh. Mình nói thẳng như vậy. Cho nên cái cuộc đấu đá này, thứ nhất là họ không xứng đáng mà họ leo trên cái sàn đấu với là Kim Jong-un, thì làm gì mà có cái chuyện thắng với thua ở đây. Trở lại với Lê Ngọc. Sự việc mà xảy ra như vậy có thật sự là chúng ta thấy rõ ràng là những nhà lãnh đạo độc tài thì nó hay xảy ra như vậy hay không, thưa luật sư Duy? Nhưng mà trước mắt đi, cái cuộc họp thượng đỉnh giữa Trump và Kim Jong-un thì tới ngày 12 tháng 6. Nhưng mà trong ngày hôm nay, ngày 16 tháng 5, đó là cái cuộc đàm phán cao cấp giữa hai miền Nam và Bắc đã được lên kế hoạch trước rồi. Nhưng chỉ trong ngày 15 tháng 5, chỉ có một ngày trước đó thôi, thì Nam Hàn cho biết họ đã nhận được một cái fax từ ở bên Triều Tiên, từ bên Bắc Hàn cho rằng là hủy bỏ đi cái cuộc đàm phán cao cấp được dự kiến là diễn ra trong ngày hôm nay vì cái vấn đề cuộc tập trận giữa Nam Hàn và nước Mỹ, đó là cuộc tập trận Max Thunder. Và ông tổng thống của Nam Hàn, ông Moon Jae-in, thì ông vẫn lên tiếng và ông nói là ông rất lấy làm tiếc khi mà Triều Tiên đã đơn phương hủy đi cái cuộc đàm phán này. Và nguyên văn ông nói rằng đáng tiếc khi mà Triều Tiên đơn phương trì hoãn đàm phán cao cấp giữa Liên Triều và cái cuộc tập trận chung hàng năm, đó là cái cuộc mà hàng năm đều có cuộc tập trận giữa Mỹ và Hàn Quốc, là một cái chuyện chỉ để mà phòng vệ mà thôi, chứ không phải là một cái cuộc tập trận để nói lên là sẽ xâm lấn Triều Tiên. Như vậy thì luật sư nghĩ như thế nào với một nhà lãnh đạo trẻ mà chúng ta biết vẫn là một nhà lãnh đạo độc tài của Bắc Triều Tiên, sẽ giải quyết như thế nào? Thật sự cái ngày 12 tháng 6 sắp tới cũng sẽ trước một ngày cũng sẽ lên tiếng hủy bỏ cái cuộc này hay không? Tôi không biết là sẽ trước một ngày hay là trước một tuần hay là không chừng tuần tới Kim Jong-un gọi là nói là dẹp luôn cũng có, mình không cần biết, không biết là ngày nào. Nhưng mà bây giờ mình phân tích lại giữa Nam Hàn, Bắc Hàn với lại Mỹ thì nhớ lại mình coi cái phim mà nó gọi là The Good, The Bad and The Ugly đó. Một người tốt, một người xấu, một người tốt, một người nói như vậy nè. Mà là một người tốt có nghĩa là lương thiện đó, một người xấu có nghĩa là tồi tệ đó, và cái người ugly là kỳ dị đó. Thì trong ba người này đó, mình phải nói là cái ông tổng thống Nam Hàn là ông là good, cái anh chàng mà Mỹ nhà ta đó, được gọi là bad, còn cái anh chàng ugly là cái anh chàng Bắc Hàn. Thì cái anh chàng ugly này là anh cứ phá như vậy thôi, tại vì anh thừa biết là trong lòng của Mỹ muốn nghĩ cái gì rồi, và cái thành ra cái nhu cầu mà gọi là hợp với cái anh chàng ugly này thì không có. Vậy thì nội cái địa điểm hôm nọ lựa cái địa điểm là ở
Singapore, thì chúng ta cũng phân tích đó, tại sao mà là Singapore. Bây giờ mọi sự nó rõ ra thêm một chút, mình mới nói là bây giờ liệu một người như Kim Jong-un có tin vào nước Mỹ, có tin vào tình báo Mỹ để mà bay một chuyến bay từ Bắc Hàn đi xuống Singapore, rồi chuyện gì xảy ra cho Kim Jong-un, họ có tin không? Và ngay cả nếu mà tôi là Kim Jong-un, tôi nói thiệt, tôi cũng không tin Trung Quốc nữa. Trung Quốc đã mấy lần muốn thay ngựa, có nghĩa là muốn bứng Kim Jong-un để thay được bằng một cái nhà độc tài nào đó mà dưới cái sự khống chế của Tập Cận Bình. Biểu tôi đi xa, tôi cũng có muốn đi hay không. Cho nên lần trước khi mà phân tích mà hỏi tôi thì tôi nói tôi chọn lựa, nếu mà là cái tôi là Kim Jong-un thì tôi chọn lựa ngay cái chỗ bàn bông điếm, là ngay cái lãnh thổ của Bắc Hàn, ở cái vùng của cái vùng phi quân sự với Nam Hàn đó là an toàn nhất. Rồi nói là Mông Cổ, rồi nói là Thụy Sĩ, rồi nói là Singapore, tôi vẫn chọn cái bàn bông điếm, cái vùng phi quân sự. Tới chừng tung cái tin ra thì tin nó đã là tin rồi, thì mình phân tích theo cái tin như thế nào. Mình cũng hơi ngạc nhiên là chọn Singapore. Bây giờ thì mình mới hiểu rằng chỉ lựa cái địa điểm chơi cho vui thôi. Còn nếu mà anh chàng Rocketman này mà còn chơi ác nữa đó, là bây giờ cứ ỏm ờ hôm nay thì 5-8 nóng 12 lạnh, cứ chơi cái trò đó, đợi tới ngày 11 Tây hủy bỏ cũng có nữa. Tại vì Kim Jong-un biết là Kim Jong-un mà còn tiếp tục chơi cái đòn cân não với Mỹ đó, thì Mỹ vẫn phải chuẩn bị, không có làm ăn được cái quái gì hết đó. Rồi tới giờ chót, thì đợi tới giờ chót hủy thì nó vui hơn, chứ còn mà hủy trước một tuần lễ hay một tháng thì nó đâm ra nó bớt giật gân đi. Thành ra cái anh chàng Ugly này đang chơi trên đầu cái anh chàng Bad, còn anh chàng Good đó là tổng thống Nam Hàn thì ô rất lấy làm đáng tiếc, vân vân và vân vân. Thì đó cũng chỉ là một cái người lành thôi. The Good là cái người lành, The Bad là cái thằng ác, còn The Ugly là cái thằng xấu xa. Thì thằng xấu xa đang chơi, nó đang chơi đó, đó, không? Dạ vâng, thưa luật sư Duyên, hiện nay đó thưa luật sư, có rất là nhiều những bình luận, những nhận định và những cái ý chính mà họ đưa ra của những nhà chuyên gia. Họ nói là cái cuộc họp thượng đỉnh sắp tới ở tại Singapore trong ngày 12 tháng 6 có những cái điều mà họ cảm thấy họ đặt ra rất nhiều câu hỏi, vì cả hai nhà lãnh đạo, trong đó là Tổng thống Donald Trump rồi Kim Jong-un, lại là những người rất là khó đoán. Và đặc biệt họ nêu ra cái vấn đề là giữa hai nhà lãnh đạo này có cùng chung một cái khái niệm thế nào là phi hạt nhân hóa. Vì họ nghĩ rằng Kim Jong-un thật sự lại nghĩ một cái cách nó hoàn toàn khác hơn là Tổng thống Donald Trump. Thành thử cái toàn bộ cái tiến trình hòa đàm có thể sẽ sớm bị đổ vỡ, giống như là luật sư nói, không phải là có thể đợi cho tới ngày 11 tháng 6 hoặc là có thể trước một tuần hay là ngay trong vòng một vài ngày sắp tới. Thì cái vấn đề phi hạt nhân hóa thật sự ở Triều Tiên vẫn còn là một cái câu hỏi thật sự, là cả giữa Mỹ và Triều Tiên đều không có cùng một khái niệm với nhau. Thì trong lúc mà chúng ta chờ đợi thì thưa luật sư, chuyển qua về cái vấn đề mà hiện nay cũng là một cái đề tài rất là nóng bỏng, đầy sôi động. Đặc biệt là cộng đồng quốc tế trong ngày 15 tháng 5 đã lên tiếng kịch liệt phản đối và lên án quân đội của Israel đã trấn áp người dân Palestine. Nhiều quốc gia trên thế giới cũng đã lên án những cái hành vi bạo lực của binh lính Israel nhắm vào những người mà họ tham dự cái cuộc biểu tình ở dải Gaza, và đồng thời tái khẳng định cái sự phản đối của họ đối với nước Mỹ đã chuyển đại sứ quán tới thành phố Jerusalem. Và ngay cả giáo hoàng, ngài Francis, ngài cũng đã lên tiếng bày tỏ lo ngại về cái vòng xoáy bạo lực ngay tại Trung Đông. Ông rất là lo ngại, và trong cái buổi phát biểu hàng tuần của Đức Giáo Hoàng trước hàng chục ngàn người ngay tại quảng trường của Thánh Peter ở Vatican, Giáo Hoàng Francis ngài cho biết ngài lo ngại về cái sự leo thang căng thẳng tại vùng đất thánh và ngay cũng như là ngay tại Trung Đông, cũng như cái vòng xoáy bạo lực đang đẩy chúng ta ra xa hơn con đường hòa bình, đối thoại và đàm phán. Và Đức Giáo Hoàng còn nhấn mạnh là thương vong sẽ chỉ làm bạo lực
gia tăng hơn, và Ngài khẳng định sử dụng bạo lực không bao giờ dẫn tới hòa bình. Ngài kêu gọi người Israel, người Palestine và cộng đồng quốc tế hãy nỗ lực hơn, nỗ lực nhiều hơn để nối lại đối thoại nhằm đem lại công lý và hòa bình đến cho khu vực này. Luật sư Duyên nghĩ là cái lời kêu gọi của giáo hoàng nó sẽ đưa ra một cái kết quả tích cực cho cái vấn đề Israel và Palestine hay không? Tôi ngờ cái chuyện đó. Chúng ta sống ở tôi sống trên trái đất này tương đối cũng hơi lâu lâu rồi. Ra qua rất là nhiều lần rồi, mình nghe hễ mà mỗi lần có một cái chuyện gì đó thì các lãnh đạo tinh thần, một bên là Đức Giáo Hoàng, rồi một bên là những cái lãnh đạo Phật giáo vân vân, có lên tiếng thì cũng lên tiếng cho vui thôi, chứ còn không có ảnh hưởng gì tới cái quyết định của những cái nhà lãnh đạo về chính trị hết. Thì mình biết cái chuyện đó rồi. Còn cái chuyện thứ hai là bây giờ nhìn lại cái quyết định của Donald Trump khi mà dời đô, nghĩa là quyết định là công nhận là khi Jerusalem là thủ đô của Do Thái và là dời cái tòa đại sứ của mình về Jerusalem đó, thì cái quyết định đó cho tới ngày hôm nay nó đạt được cái gì? Thứ nhất, nó gây ra cho tới giờ phút này 60 người đã chết, 2.400 người đã bị thương. Rồi cái căng thẳng thì nó càng lúc nó càng tăng lên. Và anh em chúng tôi cũng phân tích hôm thứ hai đó, đó là cái chữ mà tức nước vỡ bờ. Bây giờ cái áp suất nước càng lúc càng tăng, liệu là cái bờ đê mà bằng xây dựng bằng súng đạn, bằng gang thép giữa Mỹ với lại Israel có bảo vệ được cái quốc gia Israel hay không? Thành ra thấy cái chiến thắng trước mắt để cho Trump thì nổ, với lại cái những cái người mà ủng hộ, những người Do Thái ủng hộ mình, ủng hộ con rể Kushner của mình, và bên phía bên Netanyahu thì nổ lên để lấy lại được cái lòng dân, trong khi chính Netanyahu đang bị cái nguy cơ bị tấn công về chính trị tại Israel. Cái chuyện nó chỉ như thế thôi, chứ còn đi cho tới giờ phút này, từ lúc mà Trump tuyên bố cái việc nhận Jerusalem là thủ đô của Do Thái đó, nó chẳng đem lại thêm một cái an toàn hay là một cái lợi nào hơn cho dân Mỹ cả, cũng không có đem lại cái an toàn hơn cho dân Do Thái. Yes, một chiến thắng để mà hả hê, nhưng mà khi với máu đã đổ như thế này rồi, chúng ta có nghĩ rằng là máu sẽ ngưng đổ hay không? Thành ra cái lời của Đức Giáo Hoàng cũng nói chơi cho vui thôi. Còn trở lại cái, vì sao mà Donald Trump ra cái quyết định này, mới là overnight, ngày trước mình chưa biết, ngày hôm sau mình ra quyết định liền. Thì khi mà Trump mà ra một cái quyết định gì đó, nếu mà quý tín giả cứ phăng phăng lại thế nào, nó cũng dính tới những cái vấn đề tiền bạc. Cái quyết định mà bất ngờ về cái công ty điện thoại ZTE mà anh em chúng tôi nói ngày hôm thứ hai đó, bây giờ nó cũng đã có vướng cái mùi tiền ở trong đó rồi. Vậy thì tất cả những nhà tỷ phú Do Thái ở Mỹ này, với cái quan hệ qua thằng con rể là Jared Kushner đó, thì chúng ta nghi là đã có cái mùi tiền. Tại vì gia đình của Trump là cái gia đình mà làm ăn không có theo cái nguyên tắc làm ăn bình thường, cho nên phá sản tùm lum tà la ở mọi nơi hết. Và mặc dù mang tiếng là tỷ phú mà luôn luôn cần tiền để mà gỡ cho những cái công cuộc làm ăn của mình. Vậy thì rốt lại tôi không hiểu là vì những cái nhà tỷ phú Do Thái, những nhà tài phiệt Do Thái, họ nắm được cái suy nghĩ của Donald Trump, cho nên mới có cái tuyên bố. Biết là Trump là khi mà đưa cái gươm lệnh vào trong tay đó, để mà ai mà xúi một cái là quơ tầm bậy, thì bây giờ tất đang cầm cái quạt mo và quạt tầm bậy, cho nên nó xảy ra cái cảnh mà máu đổ thịt rơi ở cái vùng Trung Đông, mà đổ máu cho nó vô ích. Bao nhiêu thập niên nay đã cố gắng giữ được cái hòa bình, thì Donald Trump đang làm cái việc đó. Thì ra tôi chỉ trình bày như thế để mà nói rằng là
khi máu sẽ còn tiếp tục đổ. Mình không biết là cái bức tường, cái bờ đê bằng sắt thép, bằng súng đạn của Mỹ và Do Thái có bảo vệ được Do Thái hay không. Và để mà nói rằng là đừng trông chờ vào những cái lời của Đức Giáo Hoàng hay của Đức Tăng Thống hay của cái gì trên cái trái đất này hết á. Chính khi mà cái đồng tiền mà nó đã dính vào, mà nó lại dính vào những cái tên tham tiền như là Donald Trump, thì quyết định nào Trump cũng làm. Bởi vì dưới mắt của Trump, tiền là tất cả. Trở lại với Lê Ngọc. Vâng, thưa với luật sư Duyên nghĩ là khi mà Tổng thống Donald Trump ông quyết định ông chuyển dời đại sứ quán của Mỹ đến Jerusalem, thì nước Mỹ đã mất đi cái vai trò hòa giải cho cái cuộc xung đột giữa Israel và Palestine, mất đi cái vai trò thật sự của nước Mỹ trong cái tiến trình hòa bình tại Trung Đông, và còn tạo ra một cái cơ hội cho nước Nga dẫn dắt cái vấn đề tiến trình hòa bình Trung Đông. Cái điều này có phải thật sự sẽ xảy ra cho nước Mỹ và tạo lại cái cơ hội cho nước Nga không, thưa luật sư? Nó đang xảy ra đó, Lê Ngọc. Thứ nhất là vai trò lãnh đạo của nước Mỹ. Bây giờ tất cả đồng minh của Mỹ ở trên thế giới đã xa la nước Mỹ qua nhiều cái quyết định điên khùng của Donald Trump rồi. Trong đó có cái hiệp ước TPP, có cái hiệp ước Bale, có Paris, có cái hiệp ước của Iran, vân vân. Thì bây giờ cái chuyện này cũng như thế mà thôi. Bây giờ cộng đồng Âu Châu càng lúc càng xa cách nước Mỹ, và trong đó bà Angela Merkel, một là thủ tướng Đức, một cái nước mạnh nhất ở Âu Châu, cũng stay away from Mỹ rồi. Nó là càng ngày cộng đồng Âu Châu càng xa nước Mỹ. Cái đó là thứ nhất, là cái vai trò lãnh đạo là mất rồi. Thứ hai, cái vai trò hòa giải. Ngay bây giờ chúng ta biết cái nước mà tuyệt vọng nhất là Palestine. Vậy mà Mỹ bỏ lời nói với họ là muốn họp, đưa viên chức ngoại giao của mình nói muốn họp, thì Palestine trả lời ngay không có, chúng tôi không còn gì để mà nói chuyện với Donald Trump nữa. Thành ra cái vai trò hòa giải cũng xong luôn. Đây mới là cái nguy hiểm nè, là cái vấn đề mà vì tiền mà tối mắt Donald Trump coi thường cái an ninh quốc gia, coi thường cái an toàn của nước Mỹ và của dân Mỹ. Tôi nói như thế không có phải là tôi nói phóng lên để vì tôi ghét Donald Trump, không phải như vậy. Tôi nói như thế vì tôi thương dân Mỹ, tôi thương cái người Mỹ. Quý thính giả cứ tưởng tượng là làm gì thì làm, người Mỹ cũng vẫn phải đi qua Trung Đông, vẫn đi vòng vòng thế giới. Và bây giờ người dân Mỹ mà cầm passport Mỹ đó, đi lên máy bay rồi đi travel vòng vòng thế giới, cái chuyện mà bị ám sát hay bị bắt cóc đó, nó dễ như là trở bàn tay. Đó, chúng ta đang có một cái vị tổng thống mà làm những cái điều đó cho chúng ta đó. Cho nên cái việc mà Mỹ, trừ trường hợp là Trump bị phức phế hoặc là thêm 2 năm rưỡi nữa mà mất đi, rồi mình có lại một cái người tổng thống xứng đáng, đàng hoàng, và nhìn nước Mỹ là dù là đảng nào cũng vậy, coi nước Mỹ là quan trọng nhất, chứ không phải là coi cái công ty với lại mấy cái khách sạn của mình quan trọng nhất đó, thì lúc đó chúng ta mới khá được. Còn ngay bây giờ thì càng lúc những điều gì mà Trump làm, bọn cuồng Trump thì họ vẫn bây giờ cứ đi lên cái vùng mà những cái tiểu bang Trung Mỹ đó mà đứng ra đó, mà thì là Trump mà nói thì cũng vỗ tay, cũng la lối, cũng ghê gớm lắm. Nhất là cái bọn da trắng đoan cũng la lối kinh khiếp lắm. Nhưng mà cái việc mà Trump làm không có làm cái gì lợi cho nước Mỹ hết cho tới giờ phút này. Mà nếu mà quý thính giả nói rằng là ôi chắc có lẽ là tôi ghét Trump đó, thì quý thính giả cứ phân tích rồi sẽ nhìn ra vấn đề. Chứ còn tôi thì đó là cái phân tích của tôi thôi. Trở lại với Lê Ngọc.
Dạ vâng, thưa với luật sư và quý vị khán giả của NVR, thì trước tiên chúng ta đang thấy là hòa bình Trung Đông nó càng ngày càng xa vời, và đặc biệt là trong những ngày vừa mới qua chúng ta đã thấy được cái sự bạo lực gia tăng căng thẳng giữa dải Gaza, Israel, tức là giữa người Israel và người dân Palestine. Rồi bên cạnh đó thì cũng trong ngày 16 tháng 5 ngày hôm nay thì có một cái tin đưa ra, đó là bên Iran, Tổng thống của Iran, ông Hassan Rouhani, thì ông lại đưa ra một cái tuyên bố rằng Tehran sẽ không đầu hàng trước cái áp lực trừng phạt của Washington, và thậm chí cả cái lời đe dọa chiến tranh từ chính quyền của Tổng thống Donald Trump. Vì chúng ta cũng đã biết là trước đây ngày 8 tháng 5 thì Tổng thống Donald Trump ông đã tuyên bố là ông quyết định rút ra khỏi thỏa thuận hạt nhân của Iran, còn châu Âu thì cố gắng rồi vẫn lên tiếng là họ vẫn tiếp tục cùng với lại Iran để mà giữ cái thỏa thuận hạt nhân này. Như vậy thì cái chiến tranh giữa Israel, Palestine, rồi bên cạnh đó lại là Iran nữa. Cái tình hình Trung Đông này chúng ta, nó, luật sư thấy là trong những năm qua chúng ta thấy lúc nào nó cũng giống như là một cái nỗi lo sợ của tất cả mọi người. Rồi cái phần trăm, cái vấn đề mà trong ngày hôm qua, trong khi mà nước Mỹ khánh thành dời cái tòa đại sứ Mỹ qua Jerusalem, Lê Ngọc thấy rõ ràng chỉ có vài nước mà thôi, ngày hôm nay thì được cái tin là Guatemala nối gót theo nước Mỹ để mà dời đại sứ quán của họ. Còn tới hơn 70% những nước khác họ không hề muốn dính dáng. Có phải là thật sự họ cũng lo ngại cái vấn đề khủng bố sẽ xảy ra ngay cho chính người dân của họ, ngay cho đất nước của họ, thưa luật sư? Những nước khác thì họ không có lo sợ cho người dân của họ như là nước Mỹ lo sợ cho người dân của nước Mỹ đâu. Tại vì mình biết mà, khủng bố nếu mà họ cũng cái lực lượng họ cũng chừng đó thôi, thì họ tập trung vào những cái nơi nào mà gây tiếng vang nhiều nhất thì đó là nước Mỹ. Thành ra bây giờ cái tình hình của Trung Đông đó, nó như là một cái chảo dầu sôi đó mà Trump cứ tiếp tục nung cho nó sôi thêm mà. Và như lúc nãy mình nói là khi mà Mỹ mất cái vai trò lãnh đạo, mất cái vai trò hòa giải, thì Lệ Ngọc có gợi ý là như vậy có phải là cái vai trò của Nga sẽ chiếm vào cái khoảng trống đó hay không? Thì chúng ta cũng đang thấy xảy ra đó, bằng cớ là khi mà Israel gọi là cho tấn công những cái vị trí của Iran ở trên nước Syria đó, thì ông Netanyahu bay liền qua bên Nga và ngồi cạnh Putin ở trong cái buổi mà diễn binh ở bên Nga. Nó cho thấy là khi trong cái vấn đề chính trị, chúng tôi lặp lại cái câu nói đó là không có kẻ thù vĩnh viễn, không có bạn vĩnh viễn, mà chỉ có quyền lợi là vĩnh viễn mà thôi. Nga đâu có quẩn đâu mà đi quậy rối tất cả mọi nơi để mà cho nên không đạt được gì. Nga quậy rối tất cả mọi nơi để đạt được cái đó, để đạt được là rốt cuộc mình có hưởng lợi, bởi vì mình là lãnh đạo, mình là cái vai trò hòa giải. Cho nên Do Thái cũng phải đến gọi là cầu cạnh Nga. Mà trong những cái phiên họp đó, quý tín giả tin là những cái sau cái phiên họp về chính trị đó là những cái tay oligarch, như những cái tay mà kinh tài, những cái tay tài phiệt chung quanh Putin đó sẽ làm việc với những tỷ phú của Do Thái chẳng hạn, rồi Nga lại cũng làm việc với bên những các tỷ phú của Ả Rập, vì những cái quyền lợi, những cái đồng tiền máu đó mà những lãnh tụ họ gây rối toàn thế giới. Cho nên ngay bây giờ đã có những cái nhận định cho rằng cái tương quan giữa Nga với Iran họ là một cái tương quan chặt chẽ, nhất là trên cái mặt trận Syria bây giờ cũng đó bắt đầu có những cái vết nứt, là bởi vì Do Thái ráng chen vào cái tương quan giữa Nga và Iran. Sở dĩ mà nói rộng ra như thế để mời quý thính giả là chúng ta cùng nhìn cái trái đất với những cái phương tiện truyền thông, với những cái iPhone mà chúng ta có, rồi với báo chí điện tử mà chúng ta đọc mỗi ngày đó, tự nhiên mình thấy cái trái đất nó nhỏ lại, bởi vì mình nhìn nó toàn vẹn hơn. Và khi mình nhìn toàn vẹn hơn đó thì những cái âm mưu ma quỷ, những cái hợp đồng máu nó xảy ra đó, thì lúc đó không còn bạn hay thù,
không còn lãnh đạo hay là người hòa giải nữa, chỉ còn quyền lợi thôi. Và nếu chúng ta tin vào bất kỳ một cái mô thức nào mà mình tin một cách gọi là dí vào đó mà tin đó, thì tới lúc mà nó xoay chuyển vì quyền lợi, chúng ta sẽ không có sẵn sàng để mà nhìn thấy nó. Cho nên tôi thì tôi tập một cái thói quen là hễ mỗi một lần mà tôi phân tích một cái tình hình ở cái vùng nào đó, tôi đưa cái bộ óc của tôi đặt vào trong cái đầu của mấy cái tay đó để tôi tìm hiểu xem là những cái tay đó họ suy nghĩ cái gì. Cho nên bây giờ thì yes, cái chảo dầu Trung Đông càng lúc càng sôi sục. Yes, Nga đang quay trở lại, Nga đang chiếm cái vị thế lãnh đạo và hòa giải, và đóng diễn vai trò quan trọng trong bất kỳ một cái cuộc hòa giải nào. Nhưng mà chắc chắn là Nga cũng không muốn có hòa giải đâu, tại vì có chiến tranh thì Nga sẽ bán được vũ khí, có chiến tranh thì Nga mới lũng đoạn được những cái nguồn lợi về dầu hỏa, về hàng hóa vân vân. Và Nga bây giờ đang chiếm dần cái chỗ trống mà Mỹ đã từng có, nhưng mà nhờ tổng thống thiên tài của chúng ta đó, cho nên những cái chỗ trống nó càng lúc nó càng lớn và Nga chỉ trám vào thôi. Trở lại với đây ngồi. Dạ thưa luật sư Duyên, có một vị thính giả 703 vừa mới nhắn tin ngay sau khi mà luật sư Duyên nói là Nga không muốn hòa bình đâu để mà Nga bán vũ khí. Vị thính giả này nói là Hoa Kỳ cũng như vậy, cũng muốn chiến tranh để bán vũ khí, chấm hỏi. Thưa luật sư Duyên. Cảm ơn. Cái câu đó là một cái câu nhận định quá thông minh. Chúng ta hiểu rồi đó, là Mỹ cũng cần có những cái sự bất ổn. Những cái sự bất ổn của Mỹ để mà những cái sự bất ổn của thế giới để mà Mỹ bán vũ khí. Chỉ có một cái khác nhau là vì Mỹ đó có một cái nền kinh tế mạnh hơn Nga nhiều, và hàng hóa của Mỹ đó là cái mà là tiêu thụ rất là nhiều trên thế giới. Cho nên Mỹ một mặt muốn bán vũ khí, nhưng mà một mặt muốn giữ vững cái mình muốn duy trì cái hòa bình để mà bán hàng. Còn trong khi mà Nga đó, thì Nga không có một cái mặt hàng nào hết ngoài hai thứ, đó là dầu hỏa và vũ khí. Mà khi giá dầu hỏa mà rớt xuống đó thì kinh tế của Nga gọi là suy sụp rõ ràng. Cho nên Nga cần bán vũ khí hơn. Còn khi mà Nga bán được vũ khí đó thì Mỹ ngồi không, thì vẫn bán được vũ khí, là chỉ vì chúng ta hiểu rồi đó. Bây giờ chẳng hạn như bây giờ Trung Quốc mà uy hiếp Đài Loan, Mỹ một mặt muốn là cái vùng Biển Đông, là cái muốn cái eo biển Đài Loan với Trung Quốc nó được an, được bình an, và muốn giữ cái bình an đó, Đài Loan sẽ mua vũ khí của Mỹ. Và cho tới giờ phút này khi mà chúng ta đang nói chuyện đó, Mỹ vẫn là một cái nước mà xuất cảng về vũ khí hàng đầu trên thế giới, rồi mới tới Nga và Trung Quốc. Cho nên vị thính giả nói đúng là cái Mỹ cũng lại muốn bất ổn để mà bán vũ khí. Chỉ có cái thế của Mỹ nó khác cái thế của Nga, là vụ bán vũ khí không phải là một cái nguồn lợi duy nhất của nước Mỹ. Cho nên mình mới hiểu tại sao mà Mỹ sẵn sàng nhờ buôn bán đủ thứ mặt hàng đó mới dư tiền ra. Và khi đã có tiền rồi, Mỹ muốn dùng cái đồng tiền của mình để tạo cái quyền lực mềm, để cân bằng, để giữ cái ổn định cho thế giới, là vì như thế. Chỉ có tới thời Tổng thống Donald Trump thì mới không hiểu quái gì về quyền lực mềm, mới nói những cái câu như là tôi đưa cho nước Mỹ, đưa cho Pakistan mấy chục tỷ đó thì vậy mà không được gì. Khi mà Trump nói là không được gì đó, có nghĩa là Trump không thấy những cái mà nước Mỹ được. Trump nói không được gì đó là cái suy nghĩ của Trump là tại sao cái công ty Trump của tôi nó không có được một cái ăn phần, một dính máu ăn phần trong đó. Bao giờ có một cái contract nào mà bơm cho cái công ty Trump chừng nữa là 500 triệu, 1 tỷ đó thì mới gọi là chúng ta được gì. Đó là từ trong cái suy nghĩ của một cái người như là Donald Trump. Trở lại với Lê Ngọc. Vâng, thưa với luật sư Duyên, một cái xác minh vừa mới được ghi nhận từ Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA vừa mới đưa ra. Thì trong cái xác minh này thì IAEA đã ghi nhận là trong tới 11 báo cáo thẩm tra của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế là Iran
đã tuân thủ đầy đủ những cái điều khoản trong JCPOA, là chúng ta biết đó là thỏa thuận hạt nhân đã được sự tham gia ký kết của Iran với lại nhóm P5 cộng 1 và EU từ hồi năm 2015. Và cái thỏa thuận JCPOA này yêu cầu là Iran phải duy trì cái chương trình hạt nhân hòa bình để đổi lấy việc được dỡ bỏ những cái lệnh trừng phạt. Rồi Tổng thống Donald Trump thì ông luôn tuyên bố khi mà ông xóa bỏ cái thỏa thuận này, vì ông gọi là đây là một cái văn kiện rất là nguy hiểm, không ngăn chặn được mà chỉ có trì hoãn cái khả năng Iran chế tạo vũ khí hạt nhân. Và mới nhất thì Tổng thống Donald Trump, ông đã lên tiếng, ông công bố những cái lệnh trừng phạt mới vào Iran. Thành thử trong ngày 15 tháng 5, Bộ Tài chính của Mỹ Steven Mnuchin cũng cho biết là đã áp đặt những cái biện pháp trừng phạt nhắm vào ngân hàng trung ương của Iran, rồi ba cá nhân khác và ngay cả một ngân hàng đặt ngay tại trụ sở tại Iraq. Thì đó có phải là cái lý do chính mà Kim Jong-un đã thấy những cái sự việc gì mà Tổng thống Donald Trump đã làm với lại Iran, thành thử đã lên tiếng cảnh báo là có thể hủy bỏ đi cái hội nghị thượng đỉnh giữa Mỹ và Triều Tiên hay không, thưa luật sư? Câu hỏi của Lê Ngọc là nó hàm chứa một cái câu trả lời quá rõ ràng rồi đó. Tức là bây giờ chúng tôi nhìn ra 11 nước trên thế giới, và tất cả những cuộc kiểm tra đều nói là Iran tuân thủ hoàn toàn. Vậy mà cái anh chàng ngang ngược vẫn không có tôn trọng, vẫn trừng phạt người ta. Rồi bây giờ tôi là cái anh chàng Rocketman này, liệu tôi có tin vào một cái lũ lưu manh cộng thêm cái anh chàng đô thật đây không? Đó là cái nhìn tự nhiên như vậy thôi. Bây giờ tôi ngồi trên cái bàn của Kim Jong Un thì tôi cũng chửi mấy người này y như vậy thôi. Thành ra ai muốn nói gì thì nói. Cái chuyện mà Bắc Hàn với lại Mỹ, cái nhìn của tôi từ ngay lúc đầu tôi nói là Mỹ là Bắc Hàn không bao giờ rút ra khỏi cái, không bao giờ hủy bỏ cái chương trình nguyên tử. Và thứ hai, thực sự mà nói, tôi nói rằng là cái lực lượng cái vũ khí nguyên tử của Bắc Hàn nó thật sự không có ghê gớm như là Bắc Hàn nổ ra đâu, nhưng mà vì cái mình không biết rõ đó, cho nên là Bắc Hàn có thể chỉ có cái đuôi gì thôi, mà Bắc Hàn lên tiếng như là mình có đôi xì, giống như là mình có đôi ách vậy đó, đại khái nó như thế. Vậy thì cái điều rất là rõ, nếu mà cứ nhìn qua những gì mà Mỹ đang làm với lại Iran thì khiến cho Bắc Hàn cũng gọi là lấy gậy ông đập lưng ông, và với lại cái trò chơi gọi là buồn cười của mấy ông thôi, chứ còn bảo là chúng tôi ngồi xuống với mấy ông phí thì giờ vô ích. Ngay bây giờ tôi có thể đoán là Bắc Hàn á, họ nói là họ không có tốn công tốn tiền để mà chuẩn bị những cái chuyến đi cho chủ tịch gì hết đó, họ đã hủy rồi, nhưng họ vẫn ẩm ờ như thế để cho Mỹ muốn chuẩn bị gì đó chuẩn bị, muốn làm gì đó thì làm, gọi là bao nhiêu cái cục mà lo chuẩn bị đó để bảo vệ cho tổng thống Trump, đốc cuộc lên Bắc Hàn họ cũng không đi. Cái chuyện đó là nó bây giờ nó càng ngày nó càng rõ như thế. Cho nên yes Lê Ngọc, qua những gì mà Mỹ làm với Iran, Mỹ làm với những cái nước khác bây giờ, khiến cho Bắc Hàn nói là chúng tôi không muốn, tức là chúng tôi chỉ muốn đùa với mấy ông chơi cho vui thôi, chúng tôi không muốn họp. Trở lại với Lê Ngọc. Dạ vâng, thưa luật sư, hiện nay thì khi mà chúng ta nói đến thế giới thì nào là Israel, Palestine, rồi Iran, đặc biệt là tất cả những sự kiện liên quan đến nước Mỹ của chúng ta, Nga, thì không thể nào nói đến một đất nước khác đó là Trung Quốc nữa, thưa luật sư Duyên. Vì hiện nay đó có một ông giám đốc quốc gia của Ngân hàng Thế giới, tức là World Bank, ông này là ông Bert Hoffman, thì ông vừa mới đưa ra những cái bài học lớn mà ông đã thấy được từ 40 năm cải cách và mở cửa của Trung Quốc. Ông Bert Hoffman này, ông đưa ra ba cái bài học mà ông cho rằng đây là ba bài học lớn, vì ông nhìn lại qua 40 năm cải cách và mở cửa nền kinh tế của Trung Quốc. Và đặc biệt ông này thì ông có một cái trải nghiệm về ba thị trường, đó là Trung Quốc, Mông Cổ và Hàn Quốc.
thì những cái bài học mà ông đưa ra cho Trung Quốc thì ông cho rằng là thứ nhất, cái bài học thứ nhất là Trung Quốc đã thực hiện một loạt biện pháp để duy trì cái đà tăng trưởng kinh tế rất là nhanh chóng. Trong đó thì có mở cửa cho hoạt động đầu tư nước ngoài và xuất khẩu, xây dựng vốn cho con người, rồi duy trì ổn định một cái nền kinh tế vĩ mô và tỷ lệ tiết kiệm ở một cái mức khá cao để thúc đẩy cái hoạt động đầu tư. Rồi cái bài học thứ hai kế tiếp đó là Trung Quốc luôn đi theo một cái lối tư duy rất là dài hạn. Bài học thứ ba ông đưa ra đó là Trung Quốc sử dụng một cái đòn bẩy từ bên ngoài để thực hiện cải cách trong nước. Ví dụ ông đưa là việc nước Trung Quốc đã gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới WTO vào năm 2001. Thì qua những cái điều mà ông Bert Hoffman, ông giám đốc quốc gia của Ngân hàng Thế giới World Bank đi, thì thưa luật sư, những cái bài học ông đưa ra thì từ đó chúng ta thấy được những điểm gì từ ở một cái đất nước Trung Quốc đông người như vậy? Và hiện nay thì cái vấn đề kinh tế cũng đang được cho rằng cũng đứng, có thể là đứng hàng thứ hai sau nước Mỹ, thưa luật sư. Thực sự ra cái vấn đề mà mình nhận định về một cái nền kinh tế như là kinh tế lớn như là Trung Quốc đó, mà chúng ta đưa ra một cái nhìn đó, thì mình dễ bị cái phiến diện đó, tức là chỉ nhìn có một phần thôi đó. Nó giống như là người mù mà được mô tả về con voi đó, thì chúng ta chỉ là một ông mà ông rờ cái chân thì ông nói con voi nó giống như cái cột nhà, còn ông thì rờ cái vòi thì nói là con voi nó giống như cái con đĩa thật to, còn ông mà rờ cái đuôi thì là giống nói là con voi nó giống như cái chuỗi cùng đó. Nên thành ra những người mù sờ voi là dễ cái bệnh đó, không, mình có chê trách nhưng mà dễ xa lắm. Thành ra qua cái nhận định của vị chuyên gia vừa rồi thì chắc là ông cũng nhìn cái góc nhìn của ông, nhưng mà tôi thì tôi không có giỏi hơn ông đâu, nhưng mà tôi chỉ vì mình chịu khó mình đọc từ mọi phía rồi mình gom lại để mà mình tránh mình có tuyên bố tầm bậy giống như là người mù sờ voi thôi. Chứ bây giờ chẳng hạn cái nhận định của ông nói là ông nói rằng là 40 năm cải cách và mở cửa của Trung Quốc đó, đã mình chúng ta học được những gì ở Trung Quốc, thì cái đầu câu đầu tiên ta nói rằng là Trung Quốc đó là mời gọi đầu tư nước ngoài và nhất là họ bỏ tiền ra họ đầu tư để mà xây dựng con người, thì đó là cái góc nhìn của ông. Nhưng mà bây giờ chúng ta hỏi rằng là thứ nhất là cái đầu tư nước ngoài đó có phải là nhờ cái chính sách của Trung Quốc hay không? Cái câu trả lời là không. Sở dĩ mà các cái công ty của Mỹ mà qua mà sản xuất tại Trung Quốc mà sản xuất nhiều đó chỉ vì lý do là họ làm với cái giá rẻ mạt. Chúng ta bây giờ đi ra ngoài chợ Costco, ngoài Walmart, nếu chúng ta mua một cái món hàng đó lẽ ra chúng ta trả 10 đồng, bây giờ chúng ta trả 3 đồng, khi mà nó made in China thì chúng ta sẽ mua của China. Như vậy thì đầu tư nước ngoài họ nhào vô không phải là vì cái policy của Trung Quốc, mà họ vào là bởi vì nhân công rẻ. Cho tới giờ phút này tất cả những công ty mà làm ăn với Trung Quốc đó, công ty thế giới làm ăn với Trung Quốc đó đều bị những cái vấn nạn sau đây nè. Thứ nhất là họ làm ăn đó là rất là bất chợt, địa phương nào có luật lệ đó rồi phải ăn hối lộ, phải có thì mới làm ăn được. Đó là cái cách làm ăn của Trung Quốc. Cách làm ăn của Trung Quốc thứ hai đó là ăn cắp tài sản trí tuệ của người ta. Người ta mà đưa ra bất kỳ một cái điều gì là Trung Quốc ăn cắp lấy, thì cái đó là cái thứ hai. Cái thứ ba nữa là những cái vấn đề mà chẳng hạn ra những cái điều luật, chẳng hạn Google hay là Apple mà muốn đi vào làm ăn ở Trung Quốc đó, thì phải đưa cho họ những cái dữ kiện để mà họ gọi là điều tra kiểm soát dân tộc của họ. Cũng chính vì như vậy mà cái hãng ZTE bị sanction, bị phong tỏa tháng vừa rồi đó, là bởi vì cái hãng ZTE là cái hãng điện thoại lớn nhất, mua cái linh kiện của Qualcomm, của Intel, của Mỹ để là họ làm những cái dụng cụ mà họ survey, họ theo dõi dân của họ. Vậy thì mình phải nói rõ là cái chuyện đầu tư nước ngoài không phải nhờ cái policy của Trung Quốc, mà vì cái lòng tham lợi của các công ty nước ngoài, trong đó cái số công ty Mỹ là nhiều nhất. Còn hỏi nói là họ đầu tư vào con người,
cho tới giờ phút này, tất cả những cái sản phẩm mà chúng ta nghe từ Trung Quốc mà về máy bay, về tàu, về hàng không mẫu hạm gì đó, toàn là copy, là mô phỏng của Mỹ và của Nga. Trung Quốc cho tới bây giờ, Đại Hàn còn đưa ra được, Nam Hàn còn đưa ra được một cái cell phone để mà cạnh tranh với lại cái iPhone của Mỹ, đưa ra hãng xe Hyundai này nọ. Một nước nhỏ như thế mà trong một vòng thời gian ngắn hơn Trung Quốc mà họ làm được cái kinh tế như vậy, ngay cả văn hóa của Nam Hàn bây giờ nó đi cùng thế giới hết. Trong khi đó thì nói là đầu tư con người, cho tới giờ phút này Trung Quốc chưa có một cái món hàng nào gọi là được bán ra mà mang cái tên của Trung Quốc hết á. Trung Quốc chỉ gia công thôi, làm hàng cho Mỹ thôi, chứ còn mình chưa thấy có một cái món hàng nào của Trung Quốc mà ngự trị thế giới, ngoài cái chuyện là họ làm rẻ thôi. Còn nói là Trung Quốc là có cái tư duy dài hạn, nhưng lại nói thật sự ra những cái công ty quốc doanh mà đã nói là công ty quốc doanh là cha chung không có ai khóc, cho nên họ đầu tư và họ chỉ muốn cái lợi trước mắt thôi. Mà cái kết quả là gì? Là Trung Quốc đã bỏ tiền quá nhiều vào những cái công trình mà nó, ví dụ như xây những cái thành phố là những cái thành phố ma, xây những cái thị trường và những cái bến cảng mà không có tàu tới, không có máy bay tới. Họ tốn quá nhiều tiền để mà chẳng hạn có những cái tư tưởng lạ lắm, tự nhiên xây rồi cái xây một cái thành phố, cái đưa cái tháp Eiffel nhỏ nhỏ vô, rồi tới chừng mà xây xong nó xấu, mà nó nhà quê đến độ không ai thèm vào cả. Thì cái tư duy dài hạn nó nằm ở cái chỗ nào? Và ngay lúc anh em chúng ta đang nói chuyện là chúng ta biết rằng là Trung Quốc đang gặp một cái cuộc khủng hoảng về tài chính, là chỉ vì cái thị trường cổ phiếu của họ nó cứ lên ào ào, bất kể tới chừng nó rớt thì những cái người mà dân Trung Quốc đó, cái savings của họ cũng biến mất theo. Thì tư duy dài hạn ở đâu? Rồi nói là dùng đòn bẩy bên ngoài để thực hiện cải cách trong nước. Yes, họ cũng copy những cái quy chế của nước ngoài, nhưng mà copy nửa vời. Tất cả những cái copy nửa vời đó là chỉ vì cái suy nghĩ của một anh chàng. Cái là tóm lại là khi mà cái chế độ là độc tài toàn trị đó, thì cái anh nào lên thì cái cơ chế nó sửa theo cái bộ óc của anh đó. Nhưng mà tới Tập Cận Bình thì lại là một cái cực độ. Là Tập Cận Bình nghĩ là mình là ông thần ông thánh rồi, mình chắc cũng được là do trên trời giáng xuống hay sao đó. Thật ra đây là cái bài học mà ngay bây giờ chính Tập Cận Bình đang đẩy nước Trung Quốc về một cái bước lùi vĩ đại nè. Chúng ta nhớ là nước Trung Quốc mở cửa là chỉ vì ông Đặng Tiểu Bình, ông nhìn thấy cái mưu xuẩn của Mao Trạch Đông, cho nên ông mới mở cửa. Và ông mở cửa ông thì cái nước Trung Quốc theo cái đà đó, mà thực sự họ cũng không còn là cộng sản nữa, họ đi theo cái kinh tế thị trường, cho nên đến ngày hôm nay. Còn ngay bây giờ đó thì theo tờ National Interest đó, là Tập Cận Bình đã trở lại cái thời của Mao Trạch Đông. Thứ nhất, bằng cái việc mà tập trung quyền lực đó, có nghĩa là giết tất cả những đối thủ. Mà khi giết tất cả những đối thủ đó, mình nhìn qua Bắc Hàn, mình nhìn qua những cái nước toàn trị, mình biết là người ta chỉ cần không trung thành với tập cảnh thôi, mặc dù người ta có tài, mặc dù người ta có giỏi về kinh tế đi nữa cũng không phát triển được. Cái tập trung quyền lực đẩy nước Trung Quốc đi lùi lại. Và cái thứ hai là phá vỡ nguyên tắc, tức là những cái nguyên tắc mà từ thời Đặng Tiểu Bình mình dựng ra đó, để mà gọi là mời gọi cái ý kiến trong nhiều người trong đảng, mặc dù là độc tài đi nữa, nhưng mà họ cũng còn có một cái mức độ dân chủ nào đó. Bây giờ Tập Cận Bình phá vỡ hết mấy cái nguyên tắc đó để mình trở thành cái ông vua suốt đời. Rồi tất cả những cái điều mà Tập Cận Bình đang làm đó, trước mắt thì mình thấy có vẻ giống như là nâng lên cái niềm tự hào của người dân Trung Quốc. Nhưng mà không lâu, tôi nghĩ chỉ chừng 5-10 năm thôi là sẽ thấy được cái kết quả đảo ngược cái đà phát triển của Trung Quốc do những cái hành vi của Tập Cận Bình. Nhưng mà những cái người như là Tập Cận Bình, như là Vladimir Putin bây giờ đó, họ đang phá hoại cái đất nước của họ. Nhưng mà sở dĩ họ không buông ra được là tại sao? Là những cái tay độc tài đó, trong lúc họ cầm quyền, họ gây nhiều kẻ thù quá. Cái giây phút mà họ mất quyền lực là họ sẽ cái kết quả của họ sẽ rất là thê thảm. Cho nên những cái tay như là Mao Trạch Đông, Stalin, Lenin là họ phải nắm quyền lực cho tới chết thôi, chứ họ chịu buông ra.
Còn mình nhìn thấy những cái tay độc tài khác như là Mussolini, như là Hitler đang là nhà độc tài mà thua trận là chỉ có tự tử hoặc là sẽ bị giết, như là bị treo cổ như là Mussolini. Mình thấy như thế để mình hiểu rằng là bây giờ Tập Cận Bình đã bắt đầu cái quá trình làm cho nước Trung Quốc lùi lại. Và tôi e rằng là nếu mà không, tôi e rằng là Tập Cận Bình sẽ reach một cái điểm mà người Mỹ họ gọi là reach the point of no return, tức là đụng tới cái điểm đó là không quay đầu được trở lại nữa. Cái điểm đó là điểm nào? Điểm đó là đã sửa đổi cái hiến pháp của Trung Quốc để mà làm vua suốt đời. Khi mà đã đụng tới cái điểm đó rồi và mình đã gây quá nhiều thù oán ở trong giang hồ rồi đó, thì đó là the point of no return, không có quay đầu lại được nữa. Trở lại với Lê Ngọc. Vâng, quý vị thính giả của NVR vừa mới nghe sự phản bác của luật sư Duyên về những cái nhận định của ông giám đốc của World Bank, ông Bert Hoffman, khi mà ông đưa ra những cái bài học để cho những thị trường mới của những quốc gia nhỏ mới nổi lên có thể học hỏi từ sự thành công về kinh tế của Bắc Kinh. Nhưng thưa với luật sư Duyên, bên cạnh đó thì còn có một cái sự việc. Khi mà nói đến Trung Quốc thì chúng ta phải nói đến cái con đường tơ lụa. Nhưng mà vừa mới qua đây thì ở châu Âu, ở EU thì có 27 đại sứ của các nước Liên minh châu Âu ngay tại Bắc Kinh họ ký vào một cái văn bản, mà cái văn bản này đó là một cái sự lên án về sáng kiến vành đai và con đường ngăn cản thương mại tự do tạo lợi thế cho những công ty của Trung Quốc. Và cái văn bản lên án này còn chỉ rõ là cái hành lang thương mại, con đường tơ lụa mới tiềm tàng nguy cơ gây ra một sự bất lợi, thậm chí còn chia rẽ Liên minh châu Âu EU. Và trong số mà 28 thành viên của EU, chỉ duy nhất được biết là chỉ có đại sứ Hungary không ký tên vào cái văn bản này. Và nói đến cái vấn đề kinh tế và châu Âu như vậy thì thưa với luật sư Duyên, trở lại là thật sự châu Âu hay là Liên minh EU có dám hy sinh lợi ích thương mại của đất nước họ với nước Mỹ của chúng ta vì cái vấn đề Iran hay không? Khi mà chúng ta thấy là Tổng thống Donald Trump, ông đã xóa bỏ đi cái hiệp định về thỏa thuận hạt nhân Iran đã ký vào năm 2015. Thưa luật sư. Trước khi trả lời cái câu hỏi của Lê Ngọc là liệu Âu Châu có dám vì stay với lại Iran mà hy sinh cái quyền kinh tế với Mỹ hay không đó, tôi sẽ trả lời cái câu hỏi đó. Nhưng mà tôi muốn góp ý về cái khi mà Lê Ngọc nói rằng là cái ông mà ông đưa ra cái ý kiến về Trung Quốc đó, ông là giám đốc cái ngân hàng thế giới gì đó vân vân, và tôi phản bác đó, thì tôi mời gọi cái khán giả cái điều này. Thực sự là lúc mà tôi khoảng ở 15-20 khi mà tôi lớn lên đó, tôi nghe người ta nói về, chẳng hạn như nói ông giáo sư này của Việt Nam là hàng đầu thế giới, ông giáo sư kia cũng là hàng đầu thế giới về hóa học, về vật lý, ông kia là hàng đầu thế giới về toán. Cái lúc mà tôi lớn lên thì tôi là một cái hướng đạo sinh, mà tôi chơi với một anh người Mỹ. Thì anh đó là trong quân đội Mỹ, thì anh với tôi quý nhau lắm. Anh mới lên đường, anh về phép, thì tôi mới, lúc đó tôi đi làm, tôi đi dạy kèm rồi đi, cũng đi dạy học rồi, cũng có tiền, tôi mới nói là tôi làm ơn mua giùm tôi những cái quyển sách về hóa học, hóa hữu cơ, hóa vô cơ, hóa lý vân vân. Tôi đưa cho anh một số tiền, anh đem lại cho tôi đâu khoảng chừng 4-5 quyển sách. Tới chừng mà tôi đọc mấy cái quyển sách đó, tôi mới bật ngửa ra rằng là cái này, tôi là một cái người rất là tôn sư trọng đạo, tôi trọng thầy tôi lắm, nhưng mà tôi nghi ngờ cái suy nghĩ đó. Tại vì những cái quyển sách mà tôi có trong tay vào năm 1973-74 gì đó, thì tôi đọc ra nó challenge cái điều mà tôi học của mấy ông thầy tôi. Tại mấy ông thầy tôi là mấy ông học từ nước Pháp, mấy ông về, mấy ông thành danh, nhưng mà cái kiến thức của ông nó đóng băng từ khoảng năm 1950 hay năm 60 gì đó, thành ra nó trật hết. Thành ra vì thế mà lúc mà tôi đi dạy đó, thì tôi dùng những cái quyển sách của Mỹ, tôi soạn cái giáo án của tôi, và đó là cái tiêu chuẩn của tôi, là tôi nói rằng là giống như ông Phật ông nói đó, là gặp Phật thì giết Phật, gặp tổ thì giết tổ. Giết đây không có nghĩa là cầm dao đâm, mà
cái giáo lý đạo Phật nó dạy mình là phải challenge những cái chân lý. Đừng nghe Phật nói nhưng mà theo ngón tay Phật thì nhìn bằng trăng, nhưng mà hãy thấy bằng trăng thì cũng quên ngón tay Phật đi. Cái đó là cái điều mà tôi suy nghĩ. Cho nên khi mà tôi bây giờ nghe ông nào cũng vậy đó, khi mà báo mà họ đăng một cái bài viết thì dĩ nhiên là phải kinh hoàng, là ông này là chủ tịch ngân hàng thế giới, ông kia là giám đốc viện hàn lâm vân vân. Tôi khán giả là tôi mời gọi quý khán giả mỗi một lần mà nghe những cái title nào là tiến sĩ rồi luật sư bác sĩ đó, mình tôn trọng thì cứ tôn trọng, nhưng mà đừng có khuất phục trước cái suy nghĩ của họ. Nếu mà họ đưa một góc nhìn mà mình thấy là mình có một cái góc nhìn khác, mình có một cái cơ duyên nào mình thấy một cái góc nhìn khác đó, thì mạnh dạn đóng góp. Và cái đó là cái quan trọng nhất. Giống như là ông Einstein ông nói đó, kiến thức thì không có quan trọng bằng cái kiến thức thì nó tốt, nhưng mà nó không quan trọng bằng cái imagination, cái sự suy nghĩ mà gọi là có cái sáng kiến. Cho nên tôi cái thói quen đó là mỗi một lần mà tôi nghe ông, từ ông tổng thống cho tới ông bộ trưởng cho tới ông chuyên gia nào đi nữa đó, tôi thấy là hễ cái góc nhìn đó hình như nó có một cái gì khiếm khuyết là tôi góp ý. Và có nhiều người nói rằng là hình như ông Duyên này ông hơi sất, ông làm sao mà ông dám phản bác cái người mà chủ tịch ngân hàng thế giới. Thì tôi nói cái đó cái gì bỏ được, chứ cái tính sất mà sất theo cái kiểu trí thức đó tôi bỏ không được. Góp ý cái phần đó. Còn trở lại cái câu hỏi của Lê Ngọc đó là cái cộng Âu Châu có phải có khi nào bị cái hiệp ước Iran mà dám cái gọi là hy sinh kinh tế với Mỹ hay không? Thì tôi trả lời bằng cái câu là gọi là không có thù không có bạn, chỉ có quyền lợi mới là quan trọng thôi. Thì vậy thì nếu mà giả sử cộng đồng Âu Châu họ ngồi họ họp lại với nhau, họ cũng không có gắn bó với Mỹ mà họ cũng không có gắn bó với Iran nữa, nhưng mà họ nói là nếu mà giả sử cứ để Donald Trump mà bắt nạt về cái vấn đề kinh tế, hết cái bắt này tới cái bắt nạt nọ đó, nó ảnh hưởng tới cái quyền lợi của chính quốc gia họ và chính cộng đồng Âu Châu, thì người ta sẽ phản bác lại. Còn nếu mà giả sử mà giữ lại cái hiệp ước Iran mà nó bị tai hại nhiều quá thì họ cũng sẽ rút ra thôi, họ có cứu cái hiệp ước Iran để làm gì hết. Cho nên quý tín giả hiểu rằng sở dĩ cộng đồng Âu Châu mà họ cái nỗ lực họ muốn cứu cái hiệp ước Iran là bởi vì họ nhìn trước nhìn sau, phải có một cái điểm lợi gì đó cho cái kinh tế, cho dân tộc họ, họ mới làm thôi. Nghiên cứu một cái suy nghĩ của họ đó, đừng có nghĩ rằng là ô vì họ muốn trung thành với Iran cho nên họ sẵn sàng họ đứng lên họ chống lại ông Trump, không có đâu. Nếu mà một cái ngày nào đó mà mình nghe là chính cộng đồng Âu Châu cũng không giữ nổi cái hiệp ước của Iran đó, chỉ vì những cái công ty ở Đức, ở Anh, ở Pháp qua những cái hợp đồng chằng chịt với Mỹ đó, họ không có muốn disrupt, họ không muốn phá vỡ cái sự phát triển về kinh tế của họ. Cho nên ngay giờ phút này các cái cộng đồng, các nước cộng đồng Âu Châu mà sở dĩ họ ngồi xuống họ họp với nhau đó, chỉ vì là họ cũng xem là nếu mà cái hệ quả mà do phong tỏa của Mỹ đó thì họ có vượt qua cái hệ quả đó hay không. Cũng giống như bên phía bên Mỹ cũng vậy, mặc dù là lên tiếng là chúng tôi sẽ, họ chỉ nói mông lung thôi chứ cũng chưa có nói về chi tiết, cũng chưa có cái kế hoạch nổi nữa, chỉ vì cái điều đó nó rất là phức tạp. Họ nói rằng là nếu mà các nước Âu Châu còn tiếp tục làm ăn với Iran thì họ sẽ phong tỏa, họ sẽ sanction luôn các cái nước Âu Châu. Cho tới giờ phút này đó cũng là chỉ là một cái lời đe dọa với nhau vậy thôi. Nó cũng tương tự như là cái chuyện mà Bắc Hàn có họp với Mỹ hay không, lời qua tiếng lại, nhưng mà khi mà vào thực sự phân tích rồi mình mới biết là Kim Jong Un có muốn họp hay không. Trở lại với Đinh Ngọc. Vâng, thưa với luật sư Duyên, trong ngày hôm nay thì chúng ta nói đến những cái lợi ích rồi kinh tế từ trên một số nước trên thế giới. Nó có liên quan tới nhau, và đặc biệt khi mà nói đến kinh tế lợi ích thì không thể nào mà không nói đến tiền. Và như vậy rồi từ đất nước Mỹ của chúng ta thì Lê Ngọc xin phép luật sư Duyên để gửi đến một cái sự kiện mà đang là một cái đề tài gọi là cũng sôi nổi mà cũng lại tạo ra những cái sự đau đớn lắm, tại vì nó liên quan đến tiền.
thì Việt Nam đi, thưa luật sư Duyên, gần đây có rất nhiều vụ tiền mà gửi ngay tại những ngân hàng mà người ta cho là số tiền của khách hàng là một cái số tiền rất lớn, lên tới hàng tiền tỷ, bị bốc hơi, có nghĩa là bị mất đi. Thì trong những vụ việc này thì hầu hết những khách hàng Việt Nam họ đều rất là sợ hãi, lo âu, mệt mỏi để mà đòi lại cái số tiền mà bị mất mà không biết có đòi được hay không. Thậm chí họ kiện ngân hàng ở Việt Nam ra tòa, và có rất nhiều ý kiến vẫn đang tranh cãi về cái cách giải quyết của ngân hàng Việt Nam khi mà để mất tiền của khách mà rồi lại không chịu bồi hoàn ngay. Một cái sự hoàn toàn khác biệt khi mà chúng ta ở đất nước Mỹ, chúng ta thấy mỗi lần chúng ta có những trở ngại với là những cái nhà băng ở ngay đất nước Mỹ thì chúng ta thấy cái cách giải quyết nó hoàn toàn khác nhau. Và trao đổi về cái vấn đề này thì mới đây có một chuyên gia ngân hàng, ông này có cái tên là Nguyễn Chí Hiếu, thì ông nêu ra một cái quan điểm là ông thấy có một cái lỗ hổng trong đó cơ quan quản lý ngân hàng và ngay cả khách hàng đều có sơ hở. Thì luật sư Duyên nghĩ như thế nào khi mà có vẻ giống như là lỗi tại khách hàng, tại chính những người Việt mà gửi tiền vô trong cái ngân hàng? Luật sư có thể phân tích vấn đề này hay không, thưa luật sư? Dư luận báo chí của Cộng sản là báo chí đảng mà họ cũng bắt đầu họ bực mình rồi đó. Nên có nghĩa là bây giờ đem tiền đến ngân hàng, đem tiền tỷ, có nghĩa là hàng vài trăm ngàn đô la gửi vào ngân hàng, bây giờ tự nhiên tiền biến mất mà rút tiền không thì tiền không còn nữa, mà bảo là phải bồi hoàn, phải sửa chữa thì đó. Như tôi nãy tôi vẫn nói dùng cái chữ mà tôi nghe mấy cái chữ chuyên gia là tôi nổi da gà rồi. Chuyên gia Nguyễn Chí Hiếu thì là đây là cái lỗi khách hàng cũng có cơ sở. Tóm lại là báo chí Việt Nam họ than trời mà họ nói như vậy là tại vì khách hàng sai hết cho nên tiền bỏ vô mất ráng chịu. Nghe như thế mình sống, thứ nhất không cần phải sống ở Mỹ nữa, mình sống bất cứ, mình cũng thấy là đây là cái lối suy luận cũng là ngang ngược, nó không phải là ngu với đần nữa mà nó trở thành ra là một cái lũ cướp cạn rồi, một cái lũ ăn cướp rồi. Nó cướp cạn thì đấy, từ thời Hồ Chí Minh bây giờ tất cả những cái hành động ăn cướp của cái đảng Cộng sản nó là ăn cướp tới tận ấy của dân chúng. Cho nên tôi không hiểu là bây giờ mình phải như thế nào nữa. Chúng ta quay ngược lại cuốn phim đi, thì năm 1956 đó, cái cuộc cải cách ruộng đất đó, thì những người mà bị giết chết, nhà bị cướp, cán bộ nó lôi ra nó giết đó, mà trước khi mà chết, đây là tài liệu đàng hoàng chứ không phải là làm lại, những người chết còn khóc còn la lên là Bác Hồ ơi xuống đây mà coi người ta đối xử với dân của Bác Hồ như thế này nè, tôi đâu có làm gì đâu mà giết tôi, rồi tới chừng mà trước khi mà bị bắn thì còn la hô vang lên là Hồ Chí Minh muôn năm. Đây, vậy thì tôi dùng đúng cái câu của cái đốn mạc Nguyễn Chí Hiếu này mà tôi nói đó. Thế là mình gửi tiền cho ngân hàng, đó là lỗi của mình, mất ra chuyện. Thì tôi muốn nói với dân tộc của tôi đó. Tôi nói chúng ta đã niềm gửi cái niềm tin dân tộc của chúng ta vào cái thằng Hồ Chí Minh, vào nguyên một cái lũ mà từ Đỗ Mười mà đi vòng vòng cho tới Nguyễn Phú Trọng bây giờ đó, nếu đã gửi cái niềm tin dân tộc vào một cái lũ cướp đó đó thì thôi dân ráng chịu, đóng góp cho Hồ Chí Minh, chết rồi mà vẫn còn nói là Hồ Chí Minh muôn năm thì ráng chịu. Những người như tội nghiệp những người nạn nhân như bà Nguyễn Thị Năm đem cả tài sản đóng góp cho Hồ Chí Minh. Khi kháng chiến thành công, Hồ Chí Minh thấy tài sản lớn quá, giết Nguyễn Thị Năm để mà lấy hết của cải. Thì thôi, bà Nguyễn Thị Năm, tôi kính trọng cái vong hồn của bà, xin bà ráng chịu. Cô Nông Thị Xuân, cô còn trẻ, cô yêu một cái thằng già mất dạy như thằng Hồ Chí Minh, để rồi cô bị ra lệnh mà phải đập vỡ sọ, phải giết cô. Mà trước khi cô bị giết đó, đàn em của Hồ Chí Minh là Trần Quốc Hoàng đó đã hiếp cô cả tháng trời trước khi nó đập vỡ sọ cô. Trước vong hồn của cô, tôi cũng xin cô ráng chịu. Thì chỉ còn cái phần còn lại thôi. Nếu mà những tín giả mà cùng chúng tôi ở trong nước cũng như hải ngoại thì hỏi rằng là dân tộc ta đó bây giờ chúng ta còn ráng chịu tới bao giờ nữa. Tôi thì năm 1975 khi mà vào
tôi nhìn thấy rồi, tôi đã làm việc với những người mà tôi quý như là anh Nguyễn Đăng Quế, như Đinh Quang Thái gì đó. Sở dĩ mà tôi làm là bởi vì tôi là cái thằng giống như tôi nói hồi nãy đó, tôi có một cái sức sượt của một cái trí thức, của một thằng trí thức đó, tôi không có ráng chịu, thà là chết thì thôi, mà là bây giờ làm ngu rồi bị bắt, rồi thì thôi tìm cách vượt biên mấy lần, miễn cho tới thành công thì thôi, biểu tôi mà ngồi đó ráng chịu, thì tôi không ráng chịu, là tại vì tôi cũng giống như cái ông Miller ở bên Đức đó, vì tôi không muốn giống như ông đó, là tôi không muốn một ngày nào đó tôi phải làm những cái câu thơ hối hận, tôi nói thà chết trong tù hay là chết dưới biển, nhất định không có nói rằng là Bác Hồ muôn năm để rồi chết. Cái thằng đó không phải là thằng Nguyễn Hoàng Duyên. Trở lại với Lê Ngọc. Dạ vâng, thưa quý luật sư Duyên và quý vị, sáng giờ thì anh em của chúng tôi đã mời quý vị mang một cái đôi hia 7 dặm đi từ Israel, Palestine, rồi Iran, rồi Bắc Hàn, Nam Hàn, rồi Trung Quốc, rồi Việt Nam. Như vậy thì chắc chắn chúng Lệ Ngọc phải mời quý vị trở lại ngay tại nước Mỹ, nhưng mà một điều thưa luật sư Duyên, không phải tại miền Bắc California của luật sư Duyên, mà ngay tại thủ đô Washington, Virginia của Lệ Ngọc. Và cái vấn đề này liên quan đến ông Paul Manafort, vì chúng ta cũng đã biết là ông Paul Manafort hiện nay ông đang phải đối diện với hai bản cáo trạng ngay tại tòa liên bang ở ngay tại Washington và Virginia ở ngay tại quận Alexandria. Thì tòa liên bang tại DC trong ngày thứ ba vừa mới đây thì đã ra một cái phán quyết bất lợi cho ông này, ông cựu chủ tịch ban vận động tranh cử của ông Trump, ông Paul Manafort, liên quan đến một cái đơn kiện công tố viên đặc biệt Robert Mueller đã vượt quá cái quyền hạn điều tra. Và thẩm phán này có cái tên là Amy Berman Jackson đã từ chối bác bỏ cái cáo buộc hình sự chống lại ông Paul Manafort do ban điều tra của ông Mueller khởi tố. Và bà Jackson này, bà phán quyết là thứ trưởng tư pháp ông Rod Rosenstein đã tuân theo tất cả những quy định của Bộ Tư pháp khi mà bổ nhiệm ông Mueller, và hồ sơ hình sự chống lại ông Manafort không quá rộng hoặc là không phù hợp. Thì cái sự việc này như thế nào thưa luật sư có thể phân tích một cách chi tiết hơn về cái buổi tòa liên bang ngay tại DC trong ngày thứ ba khi mà bà Jackson này đưa ra cái phán quyết như vậy, thưa luật sư Duy? Mới tuần trước thì Lê Ngọc với tôi cũng nói về một cái sự việc tương tự như vậy ở một cái phiên tòa ở Virginia. Thì ông thắng, qua cái góc nhìn của ông thì ông nói là nếu mà Paul Manafort có làm bậy về gian lận ngân hàng về rồi rửa tiền đi nữa đó, thì cũng không có dính gì tới cái chuyện mà gọi là dính tới cái vụ mà gọi là xâm nhập của Nga. Mà nếu mà không có dính như vậy đó thì ông Mueller hình như ông chỉ muốn xiết Paul Manafort để rồi Paul Manafort đã xin, có nghĩa là tố tổng thống Trump. And, ông nói cái góc nhìn của ông là như vậy. Thì chúng tôi cũng có phân tích, mà chúng tôi cũng nói là cái góc nhìn là như thế, nhưng mà bảo ông tòa ở Virginia mà dismiss cái case đó, thì cho tới phút này mình chưa có nghe cái phán quyết sau cùng, thì để mình chờ xem coi ông có dismiss hay không. Thì bây giờ một cái vấn đề tương tự như vậy lại xảy ra ở tòa DC, mà bà thẩm phán Amy Jackson, trước khi mà bà nói rằng là không có dismiss đó, bà đưa ra trong cái bản cáo trạng của bà nó cái dẫn giải rất là chi tiết. Bà ấy nói rằng là Paul Manafort đã từng làm việc ở Ukraine, đã gọi là làm một cái người vận động là trả tiền đó, đây là một tay mà gọi là hoạt đầu mà là vận động cho cái ông tổng thống Ukraine lúc đó, mà ông tổng thống thân Nga đó, thì nó cho thấy cái sự quan hệ chằng chịt. Và chắc chắn là bà tin là nếu mà giả cái vụ xử mà sẽ tiếp tục á, thì những cái bằng chứng đó sẽ cho thấy rằng là những cái hoạt động của Paul Manafort nó gắn liền trực tiếp với những cái cuộc mà tấn công mạng của Nga, cho nên bà không có dismiss. Cũng một sự việc thôi mà hai cái góc nhìn quý thính giả thấy khác nhau hay không. Một bên á thì chỉ vì nghiêng về tổng thống Trump nói rằng là này nó là bên phía bên công tố đó chỉ dùng Paul Manafort để mà tấn ông Trump thôi, còn bà này thì bà nói rằng là
Paul Manafort với những cái bằng chứng mà bà thấy đó thì rõ ràng là có dính dáng tới cái cuộc điều tra, cái cuộc phá hoại của Nga, mà đã dính dáng tới cái cuộc phá hoại của Nga thì nó nằm ở trong cái scope, nó nằm ở trong cái power của ông Mueller. Tôi không hiểu rằng là cái phán quyết của bà Amy Jackson lần này nó có sẽ ảnh hưởng cái quyết định sau cùng của ông tòa ở Virginia hay không, cái đó thì mình chưa biết. Nhưng mà đây là một cái phán quyết mà tôi nghĩ rằng là nó dáng rất là mạnh vào cái cuộc điều tra của ông Mueller, và có một cái ảnh hưởng về pháp lý cũng như về chính trị rất là đáng lưu ý. Trở lại với Lê Ngọc. Dạ thưa vâng, thưa với luật sư Duyên, một cái sự kiện cuối cùng mà Lê Ngọc xin gửi đến cho quý vị thính giả, đó là Tổng thống Donald Trump Hoa Kỳ vừa mới loan báo một cái kế hoạch mà bố ráp du học sinh ở quá hạn visa. Thì cái loan báo này sẽ đưa đến những cái hậu quả, những cái sự trừng phạt như thế nào, thưa luật sư? Thực sự cái này không phải là mới, cái luật di trú thì từ lâu rồi. Nếu mà giả sử mình mà hết cái hạn visa hay là cái hết cái hạn gì đó thì mình chỉ có khoảng 180 ngày ân huệ đó thì mình phải rời nước Mỹ. Mà nếu mà sau 180 ngày đó mà mình không rời đó thì là mình coi như mình bị vi phạm. Mà mình thí dụ mình vi phạm quá 180 ngày đó nhưng mà dưới 1 năm đó thì mình sẽ bị cấm chỉ 3 năm không có quay trở lại. Còn nếu mà mình lại ở mà quá 1 năm nữa thì mình cấm chỉ 10 năm. Còn nếu mà giả sử mình đi, mình đã quá hạn rồi mà mình quay lại, mình trở lại, mình cố gắng, ví dụ mình đã bị cấm chỉ rồi mà mình cố gắng mình quay lại bằng cái ngõ gọi là vượt hàng rào hay là bất hợp pháp đi ngang mấy cái ngõ bên Từ Mễ chẳng hạn như vậy đó, mình quay trở lại thì mình sẽ bị cấm chỉ vĩnh viễn. Cái điều này không có gì mới hết, chỉ có một cái là bây giờ họ thi hành thì cái thi hành đó nó cũng đúng và nghiêm ngặt hơn. Và áp dụng là sẽ áp dụng vào tháng 8 năm 2018, còn bây giờ chúng ta đang ở tháng 5 thì vài tháng nữa thì nó cái sự áp dụng cái luật nó chặt chẽ hơn, chỉ có như thế mà thôi. Còn những thính giả mà chẳng hạn mình đã lỡ mình ở quá hạn rồi, mình thuộc về vào cái dạng bị cấm chỉ 3 năm chẳng hạn, tức là mình ở quá 1 năm rồi thì mình bị cấm chỉ 3 năm. Xin lỗi, dưới 1 năm bị cấm chỉ 3 năm mà quá 1 năm mình bị cấm chỉ 10 năm đó. Thì nếu mà giả sử có người có những cái trường hợp như vậy, rồi vợ hay chồng ở Mỹ mới làm đơn, họ lập gia đình rồi người ta mới làm đơn, người ta bảo lãnh đó, thì vẫn có một cái cửa ngõ khác, đó là mình người ta cho mình một cái là mình làm một cái đơn 601, tức là xin cái waiver đó để xin được miễn. Nhưng mà nếu mà muốn xin cái waiver đó, mình phải chứng minh rằng là cái sự xa cách nó tạo cái extreme hardship, cái sự khó khăn cực độ cho mình. Thì cái việc đó là cái việc của những cái người luật sư mà làm việc cho quý thính giả. Thì bây giờ chỉ tóm tắt lại như thế thôi, thì không mới, chỉ có áp dụng chặt chẽ hơn. Trở lại với Lê Ngọc. Dạ thưa vâng, Lê Ngọc xin cảm ơn luật sư Duyên, và một ngày bình an sẽ đến với luật sư Duyên và tất cả mọi thính giả của NVR. Xin kính chào. Tạm biệt.